Samana gatang Ubo Anugahang katoa silang de tha me phan te duti yam bi ahang phan te tisarane na saha athanga samanagatang ubosatha silang Thamang ya cha mi anugahang katoa silang de tha me phan te tati yam bi ahang phan te tisara ne na saha athanga samanagatang Ubo sattha silang Thamang yachami Anugahang katoa Silang de tha Me phante Ya mahorami samudita A ma phante Namo tassa bhagavato arahato Samma sambuddhassa 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 Buddham saranam gacchami dhammam saranam gacchami sangham saranam gacchami Buddham saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami. Tutiyambi Buddham saranam gacchami, Tutiyambi Dhammam saranam gacchami, Tutiyambi Sangham saranam gacchami. Tutiyambi Buddham saranam gacchami, Tutiyambi Dhammam saranam gacchami. Tadiyami sanghaṃ saranaṃ gacchāmi. Tadiyami buddhaṃ saranaṃ gacchāmi. Tadiyami dhammaṃ saranaṃ gacchāmi. Tadiyami sanghaṃ saranaṃ gacchāmi. Tadiyami buddhaṃ saranaṃ gacchāmi. Tadiyami dhammaṃ saranaṃ gacchāmi. Tadiyami sanghaṃ saranaṃ gacchāmi. Di sarana gamanam paripounam. Āma phante. Panadi pada viramani. Sikkhaparam samadhiyami. Panadi pada viramani. Sikkhaparam samadhiyami. Adina dana viramani. Sikkhaparam samadhiyami. Adina dana viramani sikkhaparam samadhiyami. Jamasriya viramani sikkhaparam samadhiyami. Aramacariya viramani sikkhaparam samadhiyami. Musavada viramani sikkhaparam samadhiyami. Musavada viramani sikkhaparam samadhiyami. Suramiriya vichabamaratana viramani sikkhaparam samadhiyami. Surame rajamachabamadatana viramani sikkhaparam samadhiyami. Vikala bhojana viramani sikkhaparam samadhiyami. Vikala bhojana viramani sikkhaparam samadhiyami. Necha. Nacha. Gita. Gita. Vadita. Vadita. Vituka. Visuka. Dasana. Dasana. Malaganda. Malaganda. Vilepana. Vilepana. Dharana. Dharana. Mandana. Mandana. Vipudana. Thana viramani sikkhaparam samadhiyami. Vipusana thana viramani sikkhaparam samadhiyami. Occhasayana mahasayana viramani sikkhaparam samadhiyami. Occhasayana mahasayana viramani sikkhaparam samadhiyami. Dhamme bunyam. Dhamme bunyam. Asavakkhaya vaham hotu. Asavakkhaya vaham hotu. Dhamme silam. Dhamme silam. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo. Pachayo. Hotu. Hotu. Isarani nasa. Thinga samanagraha ubosata. Silam sarugangatva dhamma abhamadina.
Samadita. Amavante. Sadhu, sadhu, sadhu. Và chúng con kính thỉnh sư hậu từ bi hoan hỷ thông dịch bài pháp những bài viết cho chúng con. Bây giờ cũng là hợp thời để mà thỉnh ngài thuyết pháp ha. Sara Babia, Aku Sara Taya Horo Mubabia. Ini hola. Para tukang, para tukang, oh, men, ikan biru, imda mahala, biru leh. Và ngày hôm nay Sado sẽ thuyết cho chúng ta một bài kinh có tên là bài kinh gánh nặng. Chúng ta bây giờ hiện tại mọi người đang có trong mình một gánh nặng, mọi người đều có. Vậy nên là cái bài pháp hôm nay sẽ liên quan tới những điều mà mọi người rất cần được biết đến. Cái bài pháp này được thuyết ra từ chính Đức Phật của chúng ta khi mà Đức Phật đang ngự tại chùa Kỳ Viên. Ai đó, Yamaha Jami, Mana Jami. Siêu xóa tâm hạ điều anh em nhà anh cao nạ bao nụ gú tên phải phi tất cả là thì bài diễn sẽ đổ mục đó tâm anh em mục đạm nhà xóa bây giờ cũng là nhà chỉ của áp lực rồi mà phi lộ mi lộ anh lên bây giờ cũng ngủ hay là lâu chìm ngủ thì lo ai dùng u tha giá thì anh em là nhà xóa bây giờ cũng là nhà chỉ của cro mà nó cái mà cro cái năm nhà nạ cao tên cái năm nhà nạ cao nạ bao. Bây giờ Sado sẽ thỉnh mời các quý vị chư thiên thiện lành đến để cùng nghe pháp, và sau đó thì Sado sẽ hướng tâm, Sado cùng với mọi người sẽ chắp tay lại và cùng hướng tâm để hướng về những cái ân đức cao thượng của Đức Phật để đảnh lễ ngài. Adragesandu devada. Tamanda sagawali du adragesandu devada. Dadama munira zada. Tunam du daga mogaram. Tamadawana galo ayam badanda. Tamanda tawinya yamyana duma. Sagawali du. Use a nabound the domyas was a jawala du night. Wadanda iria betam yada. Sumbio drindong sanido muja wagono. Devada agada dabu matane. Roka denim namim yaswa natrogao no di. Adarada maravin singing jimbaya. Idama yung chi donzi do. Agisamundu yukumja chwaya u laja wago lo. Taga magaram luna nebanjo donango. A mama dwe pedo muta bavi taro. Muni raza da aga naga dika dika pisi gahu nga bhya su di muni dikim bhya shin guro miya ji i tadamang duro gaung diagu tunandu la yawi na jale java gong lo adanarama shwe jadida nagu di cha bhigu alimu yue ye yudanya unamiyaro yangalo ichi ingha dmiya ji di ga tama dawana galo tu do gaung diago na ja ya mi chain kha ji phit ba ve do tari sa du sa du sa du ok
ဖြာဖျားကြီးကိုကြောကြရအောင်ဟုတ်လားမာဘာငါနေပြီးတော့သူရဲ့ညီလေးစုလဘန်းကိုဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုဘုရုံးမကြာပါကြီးနဲ့နိုင်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒါရကာထာလေးတင်ပေးတာเนาะဒီဖျားကတော့ဒါလေးကိုဟုတ်လားပူဇော်ကြအောင်မြို့တော်အောင်းထား chính là cái bài kệ mà ngài Mahapantaka, người anh trai đã dạy cho người em của mình là Chulapantaka để nói về ân đức, để tán dương ân đức của Đức Phật. Và ân đức của Đức Phật trong bài kệ này được ví dụ như một loại hoa sen rất đặc biệt. Hoa sen này tên là loại hoa sen Paduma. Rumayathago ganadam dugandam badotiya mongla mawita gandam Paruma yathago ganadam dugandam mato padotiya mongla mawita gandam Ingiratam bada virosa manam tabanda marisa miwanda leke That's what we have. Rumah jawani ne hola piyaya kuno nainta, no? ကောကနထံကောကမိင္ရဇကဝကုမြေလျက်တွန်ကျူးမြူးစီတတ်တော့ကြောင့်ကောကနထအမိရသောကောကနထံပွန်ချမြတ်တာအစင်းလာသည့်ကောကနထအမိရသောပရမံပြပတုံတို့စုယုံတသောပရမံကြာပန်းကြီးတီ ပါတော်နေအယုံဆက်ပေါ်ထွန်းထွက်၍တက်လာလျာနက်ခါနာဤဘုံလံငွားငွားဆွန့်ဆွန့်ပနာတင်အောင်ဘွန်ဒီဖြစ်၍အာဝိဒါကန္နံအနံမကင်းတင်းဒီဖြစ်၍ဝီရောဇမာနံလှပါဆောင်ကြဲတင်တဲ့ခြင်းရှိသည့်တရားယထာဖြစ်သလိုဧဝန္တထာပရထိုဘရုံမာကြာပန်းဤအတူဒီတာလျင်အန္တာလိခေရသတာပြင်မိုးကောင်းခြင်း ၌ အာဒိဇာမိဝတရရခသလဘောထွန်းနိစဝဉ္ကေတုသူကံတံကိုရောယနဂုံယနဖြင့်တင်းပြံမွှေးကြိုင်လိုင်းခြင်းလည်းရှိတော်မူပါ၏ထာသောတပံတံကိုတော်မြတ်ဤတကိုချိန်ဖြင့်တထိန်ထိန်ထွန်းလင်တောက်ပါခြင်းလည်းရှိတော်မူပါ၏ထာသော ငိရတံကိုတော်မြတ်မှာမပြပြုတ်ပြတလက်လက်ဖြင့်ဖွဲ့တော်ရောင်ကြီးရှိတော်မူသောဒုဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုမယံတရားဟောတရားနာပြုလုပ်ကြပါကုန်သောဖျားတပည့်တော်တို့သည်အဟံနေရ29ကိုကိုဝဲတင်လွှမ်းရဟန်းမိခေါ်ဖျားသားတော်တပည့်တော်သည်အဟံဗုဒ္ဓတရားပြန်ပွားစေခြင်းအနေလုံးတွင်၍ စေရင်ဖြူစွာဟောဘောပြမိဘုရားသားတော်တပည့်တော်သည်ဝိနေဝနာမိဘုရားအာယုံကျေးဇူးကုန်ကိုလွှမ်းထုံမြတ်တို့တရားဖြိုး၍ရှေခိုးပါ၏မြတ်စွာဘုရားစာဓုစာဓုစာဓုဣဒိနာတိဇဝေဇေနာဤတို့ဟုတ်မှန်ထုတ်ပြန်မိန်ကြစွာတော်တိဇာတကားကြောင့်တေတုံမာကံပိ ဗုဒ္ဓတရားလိသာခန်းကြီးမနက်တီပြောင်းနှစ်ထောင်ဝန်းမြောက်နာကြဘူးလာကြအကုန်တော့တို့တရားတော်မှာအပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားဇေယမင်္ဂလံမြို့တွင်းမြို့ပြင်ပေးရန်ဆင်း၍ဇေယမင်္ဂလံရွာတွင်းရွာပြင်ပေးရန်ဆင်း၍ကိုတွင်းကိုပြင်ပေးရန်ဆင်း၍ဇေယမင်္ဂလံကြောင်းတွင်ကြောင်းပြင်ပေးရန်ဆင်း၍အောင်ခြင်းဆိုတဲ့မင်္ဂလာသည် ဟောတုယနေကသနိဗ္ဗာန်ကြအောင်မုတ်ချမသွေဖြစ်ကြပါစေတည်းသာဓုသာဓုသာဓုသရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကွအရှိပါသောသီလတော်မြတ်တို့ကိုကျင့်တုံခံယူစောက်တီကြကုန်ပြီဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူအပ်တော်တရားတော်တွေကိုနာကြားလက်တံဖြစ်တော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကြောင့်ယေနံနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေနဲ့တကွတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည် Này sao đó chúc cho người dân Việt Nam cũng như là tin chúng ngày hôm nay những người đã
giữ giới xong và bắt chuẩn bị nghe pháp thoại với lời dạy từ Đức Phật. Mong cho tất cả mọi người luôn được an vui hạnh phúc từ bây giờ cho đến khi chứng ngộ được qua vị giải thoát, và những cái ước muốn, những cái nguyện ước của mọi người sẽ sớm được trở thành hiện thực. Parahawe binzekana para harosa bugala parao paradana dukhan logi paraniki banao parahara paradana dukhan logi paraniki banao dukham niki vidwagarum param inyam param anadiya ta mulantana tambong la anisado prinibuto ti lo yajin guru myaji ya hola tika tha go Và bắt đầu bài pháp thoại hôm nay, Sado đọc lên bài kệ Barahawe Banchakhanda Paraharo Chambukalo Baradanam Dukkham Loke Paranikhe Panam Sukham Nikipitwa garum param Enyam param anadiya Samulam tanha mabungsha Nichato primiputo. Đó là bài kệ mà đã được Đức Phật chúng ta thuyết ra khi Ngài ngự tại ngôi chùa Kỳ Viên, ngôi chùa do Thái tử Kỳ Đà cúng dường cho đến Đức Phật, và được xây dựng bởi Đại Trưởng Giả Tư Đà Cấp Cô Độc. Và tại sao Ngài lại thuyết bài pháp thoại này? Tại vì tất cả chúng ta, mỗi người chúng ta đang mang trên mình một cái gánh nặng, và sau đó muốn mọi người hiểu được cái ý nghĩa của gánh nặng này, nên sau đó quyết định hôm nay sẽ thuyết bài pháp này. Và thứ nhất, điều thứ nhất mà Đức Phật thuyết đến cho chúng ta đó chính là cái gọi là bara, tức là cái gánh nặng. Number two, bara hara. Và thứ hai là barahara, tức là cái người mang gánh nặng. Nabato baradana wengu yujao, no? Cái số ba gọi là baradana, tức là cái sự việc đặt cái gánh nặng lên, mang lấy gánh nặng. Number li bara nikipana wendo chaya de lije, no? Cuối cùng thứ tư là paranikipana, đó chính là cái việc đặt gánh nặng xuống, là vừa rồi sau đó có giới thiệu với chúng ta bốn điều mà đã được Đức Phật thuyết ra. Thì bara su ra wendo wenbo su kre ya ba twa mi yin nong su lo la cu zen lo thì bo te myu ne te myu no เออดาวรกาดิลีเย็นนี่ฮล่ะมอเตอร์ดิเตมอร์ดิเนี่ยขี้ตั้วได้อาการตาหลุกูดิวินโดว์วนปูดิบ้านี่จ้ะถ้าตั้วไปတော့อ่ํายามิฮล่ะกูเตนโนนี่ปัวนี่ပြီးတော့ดีลาတော့แลเออวินโดว์วนปูดิเนี่ยนะดิลูดิจิไล่တော့แลวินโดว์วนปูดิเนี่ยฮล่ะเลกกะซวยได้ฮาเนี่ยฮากะลวยได้ฮาเนี่ยตะคงกะท่านเนี่ยฮาเนี่ยข้องหมอยั่วแต่ฮาเนี่ยวินโดว์วนปูอะดิวินโดว์วนปูดิตั้วอ่ํายามิ Chúng ta khi đi từ thành phố này qua thành phố khác thì chúng ta thường đem theo những cái món đồ của chúng ta. Chúng ta đem theo ba lô, túi sách và đi trên các phương tiện như là đi xe hơi, đi tàu hay là đi máy bay. Chúng ta đều đem theo những phương tiện, những cái món đồ này. Thì sau đó cũng vậy, từ lúc mà sau đó đi từ Nepal về Việt Nam thì sau đó cũng đem theo đồ đạc, đem theo những cái vali. Có người thì đem theo những cái túi kéo, túi sách, sách tay. Có những người thì đem ba lô ở trên vai. Có những người là vác đồ
ở trên vai, rồi có những người là lại là đặt đồ ở trên đầu để mà đem đi rất là nhiều loại. Cú leo hả? Thế đi ăn thay nhà rồi mẹ giờ cú miu cú yo cú nè cú thì đà đi hả? Cú là gì đà phu đi yo? Cú lo muốn đâu muốn bùi đi là cái gì? Nó. Và đối với các cái hành giả hôm nay thì mọi người biết trước là mình sẽ đi hành thiền, nên là mọi người cùng với nhóm Kusala Chitta cũng đem theo đồ đạc và đi đến đây mà hành thiền. Ai đó đi vào bộ window vào bộ đi cả lì lú xin hoặc là khi nào cha thà lùi ya, nó khi nào cha thà lùi ya đấy khai đàn thì riêng ngã khai đàn lì đi thì ăn thằng đó. Và đối với những cái túi sách, giỏ sách này, khi mà chúng ta cảm thấy nó nặng thì chúng ta có thể đặt xuống để nghỉ, và sau một phút chốc thì chúng ta có thể mang lại lại và tiếp tục lên đường. Ai chờ đó, mình được cứu giải chi thà là nhớ soạn bia để khô thà ra chết đã rồi, bây giờ đi vào chết đã chết mình được ba rồi, nó biến ba là hà vị sa biến sắc khăn. Quân đội quân bộ gì để đi ba là nét khăn là ngã ba, nó khăn là ngã ba thì à quân đội quân bộ gì về nhớ soạn bia. Đức Phật đã dạy cho đại chúng là chúng ta đang có cái gánh nặng. Thế nào là gánh nặng? Đó chính là sự chấp thủ ngũ uẩn. Thì cái việc chấp thủ ngũ uẩn này đây là chính là gánh nặng. Hay rồi, khả năng áo bà là bà lê sư lưu chế rù bè khăn đá lúc thì sư bóng đá. ยุติสุปองธาระยุติสุปองธาระบารคันนาสระอสุเปรยุติสุปองธาระสุเนาะคันดารูปะคันวิริณะจารอคันสามุวิริณะคันดาอสุเนาะติญญาสุรอมัตตามุติญญะคันนาอสุเนาะติงคาราสุรสีโซระหละอัตถุตะติงคาระคันนาอสุวิญญาณะคันนาสระติธาวะเนาะติ Thế nào là ngũ uẩn? Thì có 5 loại ngũ uẩn. 5 uẩn tức là thứ nhất là sắc uẩn, gọi là rupa khanda, tức là tập hợp các cái sắc pháp. Thứ hai là thọ uẩn, thì thọ uẩn tức là tập hợp những cái cảm thọ về tâm. Thứ ba là tưởng uẩn, tức là cái tưởng của chúng ta, tập hợp các cái loại tư tưởng của chúng ta. Tiếp theo là hành uẩn, là tập hợp các hành. Và thứ tư là thức uẩn, là tập hợp những cái sự hay biết của chúng ta. Đó là năm uẩn. Hiểu đi hola, bù đề khá đâm yêu, y đề khá đâm phô, phóc biển bì rồi, thì yếu đi sụ. Vì đề khá đà hola, khán giả mũ, đà yà đề hà chi hola, ธรรมนาดาပြောပါတယ်နော်အဲစိတ်ချမ်းသာချက်လဲธรรมนาดาနေဟုတ်လားခံစားမှုတွေဝေဒနာအစုနော်တက္ကတက္ကချက်လဲအဲဥပေက္ခဝေဒနာနောက်ပါတော့မတ္တာမှုအဲကုလုပြောတယ်ဟောတယ်ဟာလားမတ္တာမှုတင်ညာစုတွေနောက်ပါတော့သင်္ခါရစေသောအထုတ်တာနော်ကုလုတဲ့လုတ်တစ်ခုနောက်သိမှုတဲ့ဒီအရဝိညာဉ်ဒီအစုငါးစုအထုတ်ငါးတို့ Đối với sắc uẩn thì gặp cái những cái điều kiện bên ngoài như này, gặp nóng, gặp nặng, gặp lạnh thì nó bắt đầu là có cái sự biến đổi, có cái sự thay đổi. Còn đối với thọ uẩn thì cái thọ uẩn này là những cái cảm thọ về tâm của chúng ta, có khi lý thì tâm cái tâm an lạc hỷ lạc khởi lên, có lúc thì lại là tâm sân hận bất mãn khởi lên. Đó là tập hợp các cái loại cảm thọ. Thứ ba là đối với tưởng uẩn đây là những cái mà chúng ta ghi nhớ, những cái chúng ta có cái sự lưu tâm ở trong tâm, gọi là tưởng uẩn. Tiếp theo là hành uẩn là cái sự nỗ lực, cái sự làm cái hành vi của chúng ta, cái sự cố gắng nỗ lực làm được các hành vi của chúng ta. Và cuối cùng là thức uẩn. Thì thức uẩn ở đây là chính là cái sự biết, tập hợp các cái sự biết. Hay rồi,
xin là nhất so với nhau là thì ba là nè khả năng ngà ba nó khả năng ngà ba đi tiệt đi đã im nào mà ba đấy rồi vẫn đâu vẫn bố đi lì lăn đấy nó thì khả năng ngà ba im nào mà lì lăn đấy mình đưa ra cô giá chỉ đã là nó đã im nào mà lì lăn đã lì lăn đấy cháu nó nào sẽ cho Đức Phật dạy là cái năm uẩn này, cái sự chấp thủ năm cái uẩn này đó là một, thực sự là một cái gánh nặng rất nặng, và mỗi chúng ta đang có, thì tại sao nó nặng và nó nặng như thế nào thì sau đó sẽ giải thích. Bây giờ xin ra chỉ hôm mà mình qua lúc rồi hôm và cứ bên này thâu để rồi thâu bên này thâu để rồi hay là rupa khana hoặc là quyền đại khana định nhất khana định khara khana ngã du khana ngã ba nó ubara ra khana khana ngã ba rồi ngã đâu bộ ai chả mimi bên này thâu thằng thà mấy gì lại bảo mà ngài muốn hỏi tín chúng là chúng ta đang có năm cái gánh nặng, chúng ta đang chấp thủ năm uẩn, chúng ta có năm cái gánh nặng: sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn và thức thủ uẩn. Thì hiện tại ngài muốn hỏi tín chúng là hiện tại chúng ta đang có ở trong mình bao nhiêu cái gánh nặng. Bên này là bên này đâu thang ra ngã đâu ngã đâu thang ra đấy sinh ra chỉ để đó cứ tin sinh ra chỉ ôn đâu à tâm yêu anh đi tâm yêu lý ngôn đi hola mà tâm yêu anh đi tâm yêu tên này anh đi tên này hola tên này ngang đi tên này ngang đó đấy cả lu ngã đâu thang ra mà được nên thâu đâu lúc lao xuống rồi đổ lý này Ra đó nghĩ là thì khi mà chúng ta đi từ thành phố này qua thành phố khác, từ nước này qua nước khác, thì chỉ cần 2-3 gói đồ thôi, 2-3 cái hành lý thôi, gói hành lý thôi, gánh nặng thôi là đủ, đã đủ quá nặng rồi. Tôi nói nà lu yà đi để cha lu yà đi để hồ là đất đai à yà đi để. Ưu tiên đi khăn nào mình thu gì à nà lu lại mày áo cha lu lại mày áo. Và đối với những cái món đồ bình thường, những cái hành lý bình thường thì khi mà chúng ta mệt thì chúng ta có thể bỏ xuống và chúng ta thư giãn, chúng ta để cho nó thoải mái. Nhưng mà đối với cái ngũ uẩn này, cái năm cái uẩn này, khi mà chúng ta đã gánh nó lên rồi thì chúng ta không có cơ hội để mà nghỉ ngơi. Mất đi để hoa là dạ nam đã gặp bị khui tan đà rồi đấy, bé anh ấy sai cái mà mất đi, bùa được thì hoa là bùa phiền lại, đi bùa phiền lại để hoa là, để lu phiền lại, na phiền lại, khui phiền lại, chết phiền lại này, đi khăn nào đi ra, chỉ để bùa thằng này mà, lâu hoa là thằng này, cứ lấy thằng nào rồi, nó nào lấy, đi tới nam mà không chứ, thằng nào mà. Và Đức Phật này như vậy là chúng ta không biết được cái điểm bắt đầu của cái vòng luân hồi này. Chúng ta hết được làm người, làm chư thiên, làm chó, làm gà, làm heo, tức là, và chúng ta không biết được là chúng ta có bao nhiêu kiếp sống, cũng có bao nhiêu là cái gánh nặng. Và hiện tại chúng ta cũng đang có gánh nặng, tương lai chúng ta cũng đang có những cái gánh nặng đang đợi chờ trước mắt của chúng ta. Lưu thân là lê dù mì mì được khu chi nó đi ra đây này thái nam nhà là được bao lâu bia thả bia nó thả bia bi đôi hay là giá bi đôi bia đấy giá thả giá là được bao lâu bia lăng sau bia lăng sau bia lại hay là nào bây giờ vào thái bia lại nào giờ vào đón luôn lê bia lại nào tất cả đấy làm hộ làm gì là hộ là đi đánh ngoan mà khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta ngồi xuống lâu thì một hồi chúng ta cảm thấy không chịu được thì chúng ta phải đứng lên. Và đứng lên mà nếu mà đứng một chỗ yên một chỗ lâu quá thì lại không chịu được, lại bị nhức mỏi nữa. Chúng ta phải đi bộ. Và đi bộ xong rồi đi không đi liên tục được thì chúng ta lại tiếp tục và chúng ta lại ngồi. Và chúng ta luôn luôn phải thay đổi như vậy. Ok, mình đem mối liên hệ này phá lâu bì à. Nhân là tiếp bì à đấy. Hồi là tòa đại bì à đấy. Chính chí chín kinh nghi kinh lý bộ, chính chí chín nghe xong bì à đấy, hay là mất xin xong bì à. Nào bà lâu bì à, xa bì à đấy, lên bì à đấy, hoặc là lên chế bì à đấy, vui bì à đấy. Và hằng ngày thì buổi sáng sớm chúng ta thức dậy,
Đó, chúng ta bắt đầu là chúng ta phải rửa mặt, sau đó chúng ta đánh răng, chúng ta đi tiêu đi tiểu và tiếp tục là phải ăn sáng. Ăn sáng xong rồi chúng ta bắt đầu là trang điểm hoặc là diện trên người những cái bộ y phục. Và ngài muốn hỏi là mọi người có nhìn ra được là nó thật sự là cái gánh nặng không? ကျင်းနေနေရတယ်ခုစပြီးသွားပြီကျင်းနေရတယ်နောက်တစ်ခါထပ်စားတာပဲเนาะအဲဒီနေ့တခါခုထိုင်ပြီးနောက်ပြန်ထပ်ပြီးရတယ်ဟုတ်လားအဲဒီနေ့မျက်နှာတစ်ပြီးနောက်ပါတော့နောက်ကျလက်ခါတက်ရပြီမြေရန်လဲနေတာเนาะအဲနောက်တရေရောက်လိုက်မျက်နှာတက်လိုက်သွားတိုင်းလိုက်ဟုတ်လားအဲချင်းချင်းချင်းငယ်စွန်လိုက်စားလိုက်ဟုတ်လားဝေးလိုက်အဲဒီလိုနဲ့တရေကုန်သွားလိုက်နောက်ရောက်လိုက်ဒီဝန်တုပ်ကြီးဘာလို့နေရ
lu chin ba do e tu ne myat da de ha la siwa man dia ri mi we ya mi we pe ya de no that sa ri chwe ya de và khi mà chúng ta phục vụ cái cơ thể này thì một lần nó không được, giống như chúng ta khi mà ăn xong một lần thì nó chưa kết thúc, chúng ta phải khi mà đói chúng ta phải ăn lại. Tương tự vậy, chúng ta đánh răng rửa mặt cái gì chúng ta cũng phải, sau ngày mới thì chúng ta cũng phải làm lại, ngày nào cũng như ngày nay, và nó cứ liên tục như vậy, cứ hết ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, mà chúng ta phục vụ nó, chúng ta chăm sóc nó, không có ngưng nghỉ, liên tục như vậy. Và အဲ့ဒါတခါလဲယူသွားတခါလဲဟိုဘောစင်ရင်သွားတယ်ငါတစ်ချိန်နဲ့မဟုတ်ပါလားဟုတ်လားမနေ့လေးနဲ့သူဘာလို့ပြောမျက်နာတစ်ပြရတစ်ချိန်နဲ့မဟုတ်နော်ဒါတခါနေ့ကျတော့အေးဟုတ်လားစားပြရတယ်တွားပြရတယ်နောက်ပါတော့အေးပြရတယ်တခါမျက်နာတစ်ရတယ်ဟုတ်လားတစ်ချိန်နဲ့မဟုတ်ပါလားဟုတ်လားတစ်ချိန်ချင်းတစ်ချိန်နဲ့မဟုတ်လို့တည့်ရထဲလာဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးနော်တည့်ရထဲလည်းမကဘူးနောက်တည့်ရထ
tua phi ni cha ra na no ma no the ra le bi lo chin ma me a yi lo a ri bwa ri le ba lo di lu we di khan na lo chue ya da khan na ya de pokku tattwa dai a ko lo no di ta na shi yi naw bwa ri le di tai me twa ma do a mi na ma le lan ma la lo ti aw ku wa ba lo nyan ne sin nyin ya một lần không được, chúng ta hàng ngày là chúng ta rửa mặt đánh răng, chúng ta đi tiêu đi tiểu, chúng ta ăn uống, chúng ta vận y phục, một lần nó chưa đủ mà phải làm nhiều lần và phải làm hàng ngày vẫn chưa đủ, chúng ta phải làm hàng năm rồi chúng ta phải làm hết từ kiếp này qua kiếp khác, một kiếp nó vẫn chưa đủ và cứ mỗi chúng sanh nào mà có ngũ uẩn thì chúng sanh đó phải liên tục phải mang trên mình cái gánh nặng này. Hay là gọi là ai cha bố ai được thằng đi bố ai chỉ, làm gì quên cái này đi khán giả cái này đủ bao lâu rồi, đi quên đâu chịu thằng này à, cô ăn mà thằng này mấy giờ bảo rồi, mấy quên này mà hả là, mì ba cô ta đi mì đi, còn mấy cái gì ăn, thằng này bị rồi, anh bị rồi, mấy giờ thằng bị đấy. Và khoan hẳn, chúng ta khoan hẳn nhìn vào những cái kiếp khác, những kiếp tương lai, chúng ta nhìn vào ngay cái kiếp hiện tại của chúng ta. Lúc mà chúng ta còn ở trong bụng mẹ thì cái lúc đó thì cha mẹ của chúng ta phải, đặc biệt là người mẹ của chúng ta phải mang trên mình một cái gánh nặng và phải bảo bọc, phải gìn giữ làm sao cho cái đứa con của mình nó không bị nguy hiểm và lúc nào cũng phải mang đứa con trên mình. Lúc mà chúng ta bắt đầu chưa được đi được chập chững, chúng ta bắt đầu bước vào cái giai đoạn đầu tiên ấy, thì lúc này không những là cha mẹ mà anh chị em lúc đầu là vây quanh để mà bảo vệ chúng ta, cũng là một dạng cách nào. Cho nên là mì đi, cô đi, má đi, cái tiền nhu đá, cái đào đi, chế du mía đi, tí đi chế nhu đào thế biểu, nè. Và tại sao điều này lại nói là điều này? Ngoài cái việc, về nói về cái nạn thì ngài ý ngài muốn nói là
người cha, người mẹ, những người anh chị em, bà con trong gia đình là những người mà cực kỳ là có ơn với chúng ta. Bà cụ hola, ai đây kể đi hola, từ trên là mồ, từ dưới là mồ phụ, từ ai hola, từ nơi là mồ phụ, ví dụ, tháp bà đó, anh ấy mấy quên đẹp đi đàn nhà sa bi hola. Nó không phải là một lần, không phải là một ngày, một bữa, không phải là một năm, mà là liên tục như vậy, hết từ kiếp này đến kiếp khác. Từ khi mà chúng ta được nhập thai, cái giai đoạn đầu tiên gọi là cái thời điểm gọi là Patisande, cho tới khi mà chúng ta đạt đến cái giai đoạn là chúng ta chẳng hạn như chúng ta đạt tới 100 tuổi, thì liên tục trong cái giai đoạn này là chúng ta phải mang trên mình một cái gánh nặng rất là khó khăn. Chà rồi mẹ hoa là cô kêu là lùa bò. Ê, đi khăn à gùi à là mẹ nà đi mà bê gì là. À bê bê đây nè gì lưu chê bà rô, xe khuê mà, nó, tu nguồn ngủ thang bì à là. Có những cái sa đo nổi tiếng thì sa đo dạy là chúng ta nếu mà sáng nào chúng ta không có rửa mặt, chúng ta thì thử coi là chúng ta có dám bước đám đông không, có dám nhìn mọi người không, và chúng ta cảm thấy là chúng ta không giống người khác, chúng ta không có tự tin, nên là chúng ta ngày nào cũng phải là rửa mặt để mà dám bước ra đám đông, thì đó là một cái dạng gánh nặng. Mà chưa về tha gì, mà chưa về tha gì là đi cái này mà chưa đi lại mà nhé, nó cảm giác của tự lùi lại nhỉ. Thử là chúng ta không cho nó ăn, không có cho cơ thể ăn, thì chắc chắn là không cho cơ thể này ăn thì chúng ta sẽ chết. Là luôn luôn là chúng ta phải đi theo nó, ta phải chịu chuộng nó. Ayo, mà câu này ông này đoán được này, xin này thì ai này hả? Ngã đây bị lai mà này nhỉ mà ya, tu lù lai giờ ai giờ bảo câu này ông này lai xa nhỉ, nó nên là đi đây mà câu này anh được xin khán giả chơi đi này hả? Tô cà ri yo, nó ai giờ câu nào đi lai bi, tu lù lai bi lai nhỉ? Đã rồi quá, cô nó đi ông chủ ta. Mà đối với các cái cảnh của nhà tương tự đối với cái cảnh cảnh của mùi hương, thì chúng ta lúc nào chúng ta cũng thích tìm kiếm những cái mùi hương thơm có lạ, lúc nào chúng ta cũng muốn là phục vụ nó, làm cho nó được thỏa mãn, cho nó được thích thú, thì chúng ta phải phục vụ nó, chúng ta phải luôn luôn đảm bảo là nó được được hạnh phúc, mà ngày nào cũng như ngày đó chúng ta phải phục vụ nó. Ê, ở đây thì ông chủ già này nó hạt giống bố hả là, du khách đi khách nào quen thân à là, im đang mà xin rồi, nó, mà lúc này du cúp vô đây, mình lên này du miền Nam đi bây giờ đây, tòa đại bây giờ đây, xã bây giờ đây, chín 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 cái sông bây giờ đây, quê bây giờ đây, du này bao lâu, em nhà đây đây, nó, ta bây giờ nhà mình hả là, xí hoa đi, mi quê bây giờ đây, nó. Nào bây giờ ai bị ở đây, làm sao bị ở đây, giờ bị ở đây, để ta này lúng xả liền, đủ khăn đủ lù lè lại nè, nó đủ của miếng đang vào đó tiêu dùng nè, khăn nào của để trái của miếng hàng gì à, để bỏ ra làm hộ, để chơi nè làm hộ vụ, để giờ thế làm hộ vụ, tết nè thế làm hộ vụ, để bỏ ra làm hộ, thì tết nà, hả là mà công mà chơi toa hậu mà. Và Saro dạy cho chúng ta những cái điều này để làm sao chúng ta nhìn ra được cái bản chất của sự thật, và cái bản chất mà chúng ta có được cái ngũ uẩn này, nó thực sự là nó rất là bức bách, nó rất là đau khổ. Mà chúng ta hàng ngày á, chúng ta phải đánh răng, chúng ta rửa mặt, chúng ta đi tiêu đi tiểu, chúng ta ăn uống, chúng ta mặc ăn mặc trên người, sau đó thì chúng ta còn phải lựa chọn cái tư thế cho nó phù hợp, các cái đi đứng nằm ngồi sao cho nó cân bằng để chúng ta được thoải mái, mà chúng ta còn tìm kiếm tài sản, chúng ta còn phải làm ăn, và cái vòng luẩn quẩn này nó cứ xoay vòng và chúng ta
liên tục chúng ta phục vụ, chúng ta chăm sóc cho cái ngũ quẩn này, mà không phải là một ngày, không phải là một tháng, không phải là một năm, không phải là một kiếp, mà từ kiếp này và tới kiếp khác suốt trong cái vòng luân hồi. Tại khu vô đấy khi đoá đấy hoặc là thâu đi bố đi à hoặc là tại vì ngã cha bị rồi ná lu tất đầy à già đi đấy nó dunia được rồi thì khán giả cũng vậy đó mà già u nó lâu chưa biểu mà nó đủ quan tham mà tham mấy lý gì vậy là coi này cũng xin biểu mà đối với chúng ta khi mà đi những cái quãng đường á, đi tới những cái nơi khác á, thì chúng ta đem đồ đạc thì chúng ta có thể tạm thời chúng ta bỏ xuống, chúng ta dừng chân, chúng ta nghỉ ngơi để có sức đi lại. Nhưng mà đối với cái ngũ quẩn này thì chúng ta không thể nào mà chúng ta bỏ nó xuống được hết, không có giờ phút nào mà bỏ nó xuống được. Chúng ta lúc nào cũng phải chăm sóc nó, cũng phải phục vụ nó, nghe theo lời nó. Và mọi người thử nghĩ coi là mọi người có cái khả năng mà mọi người đặt nó xuống không cần phải mang lên không? Đại ý là hồi là đại ca khu lục chú biển là lịch sử, khu tiếp biển hà lý biểu lý, nó, khu sa chín này, nó sa mà biểu lục chú lý sa chín này sa là yên này yên là bộ sa bộ xa yao mày tu khai, nó, bộ chín này bộ bộ xa yao mày, địa hà lý à, thế nên ta đang như xí đi, nó, ở đây biểu nó bị mà bộ quân nam biểu ra miền này đó, nó, sa vào phi lê nhìn này tu phi lê bộ, cái gì ở đó là xa yao mày, nó, khu biểu này bộ sa bộ chín này bộ bộ xa yao mày, thì xa này tu khai này, mà nè là bộ đi đến nào tu khai này, nó. Khi mà còn một ba một tải thêm một bước nữa, và khi mà chúng ta muốn ăn thì đâu phải là lúc nào nó cũng có đồ ăn sẵn cho chúng ta ăn đâu, thì chúng ta phải đi tìm, chúng ta phải đi tìm kiếm tiền bạc để mà có được thức ăn. Tương tự đối với đồ đạc, đối với những cái vật trang sức, thì chúng ta muốn bận lên, chúng ta muốn diện lên thì chúng ta cũng phải đều phải ra sức nỗ lực để tìm kiếm. Và cái sự tìm kiếm này, tìm kiếm tài sản tiền bạc này, nó cũng là một cái gánh nặng, nó cũng là một cái loại khổ. Xin cha cha ni chín này đại chi đại chi này hả? Xin cha cha đoá chín này hả? Con ngon mồi này, ai chơi đồ lẻ bà đâu? Ai chán này giàu là làm một xia ra, đi lùi về lẻ lại này, tu quên đi về thằng gì à? Phải không? Đa điều của ô quên đốt quên bố gì bà la luôn, ti bộ đa phô à? Chúng ta muốn tới những cái nơi sang chảnh, chúng ta muốn đi trên những cái chiếc xe thật là thời thượng. Và bởi vì cái lý do đó nên là chúng ta cũng phải chấp nhận là chúng ta mang trên mình những cái gánh nặng, thì chúng ta hãy thử nghĩ cho là thực sự nó có phải là gánh nặng, thực sự nó là những cái gánh nặng rất là nặng. Kìa, tí vì là tí yên lên mô hù, tí chê lên mô hù, tí yên lên mô hù, tí yên lên mô hù, hô là, tí bó hà lên mô hù hù, nó, tí khăn à gù, vinh y thân y ra, tí là khu vấn đề rồi, tí vì là tí lưu chinh xí xếp lại áo, đó. Trước khi ngài chuyển qua cái phần khác thì ngài muốn chắc là mọi người đã nắm cái phần này, thì ngài cũng hỏi là mọi người có thật sự đã hiểu được chưa, là cái gánh nặng này, cái gánh nặng ngũ quẩn này không phải là chúng ta mang vác nó lên một lần, mà chúng ta không những là một lần mà là nhiều lần, nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm và nhiều kiếp. Mọi người đã nhìn ra được cái gánh nặng này chưa? Ai chưa rồi? Nhớ xóa bây giờ là Paraharo, when we saw na prule, no? Now that when we saw na, Paraharo, when we saw na, poku, no? The Kanangababo, Yare poku, when we saw na poku. Imidana Mahala, the Ubarana Kanayara daku, song Tauniara, no? Paradana, Paraharo, no? When we saw na poku, the Kanangaba Yare poku. Tamimidu, the Kuhola, Naro Nali on Biora, no? Tiếp theo là tới một cái ý tiếp theo là cái ý là gọi là bara haro, tức là cái người mang gánh nặng. Thì cái người mang gánh nặng ở đây chính là những cái người mà có ngũ quẩn, thì chính chúng ta ở đây, chúng ta đang có ngũ quẩn, chứ là chúng ta cũng là đang mang cái gánh nặng trên mình. Và ngài Sado muốn giải thích cho chúng ta hiểu một cái cách thật là khái quát, tại vì theo như kinh điển thì phải đưa ra tên và đưa ra dòng họ. Đây rồi, khu hà là mi ru thì khán giả ya là rồi bảo bà ra hà rồi, quên sao mi ru quên thân đi à, quên thân nào mà đi,
là cô ấy cũng đi học chủ đà nó ngã quan thanh này là bala lúc mình lên được bà đâu mình đã đi ô ngã khăn nào quan thanh này là hết là ta bị này là cái đó bị nó ô ngã quan thanh này là bala lúc đi học chủ đà nó những cái người mà có cái ngũ uẩn này, ngũ uẩn chính là những người mà có gánh nặng. Thì chúng ta hãy kiểm tra lại, chúng ta hãy đặt câu hỏi là chúng ta có phải là những người đang mang gánh nặng không? Cùng mỗi cái buổi sáng chúng ta phải đánh răng, chúng ta rửa mặt, chúng ta biết là mình chính là người mà đang mang gánh nặng ngũ uẩn này, cái cơ thể này, gánh nặng này. Và chúng ta thực hành để mà chúng ta từ từ chúng ta biết được nó là gánh nặng. Cái đi cái nào gọi mà lưu la luôn anh ta là mê rằng ngài muốn hỏi là cái ngũ uẩn này nó có nặng không quý vị? Thế là nặng không ạ? À đó là mà đúng nhau mình đoạt thanh nhìn là bố của chị đi đại vậy. Có một số người lại muốn mang cái gánh nặng của người khác lên trên vai mình đấy. Ai đó, ta phải chọn sự thật này, nó, đi khăn nào, nó đi vận động gì, phải chọn là sự ba ra thà na, tân na, nó, nhà soạn bây giờ, tân na chọn, ha tân na là karma tân na, bhava tân na, vipava tân na, đi chọn này chọn bộ ba đó, đi khăn nào biết, nó đi khăn nào thì ya. Mà tại sao lại chúng ta lại có cái gánh nặng này? Gánh nặng này từ đâu tới? Thì cái này gọi là Paradana. Và chính Tana tức là chính ái là cái nguyên nhân làm cho chúng ta có cái gánh nặng này. Thì có ba loại ái, chính là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Tana, tôi nhớ hả là thằng xin lưu lại mà hô hú thì Tana cháu một chút. Nếu xóa bây giờ là cháu một lý udang chú yên là chị để đi xa cái ả ra anh ấy cá giá đi tăng đá răng tăng đá với đăng anh ấy bị đăng cá gà răng cơ với đăng đó đâu khá giá đi puna puna này xa đi mì bỏ mình này hù bỏ nếu giá đi nè khá mà xa cái ả ra thì hô là thì cháu này bỏ nó cứ đó đuôi bị tên nà tên cháu mù thì tên nà cháu mù thì lúc xích hả là nhớ rồi bây giờ nào bây giờ thì tên nà về để đuôi đó thì khăn nà cuối yếu nà này xích để cháu này ả lại xa. Và chúng ta có cái gánh nặng này á, không phải là tại vì một cái đấng tạo hóa nào, không phải là một ai đó biến cho chúng ta gánh cái gánh nặng này. Và cái gánh nặng này khi mà chúng ta tìm á, thì đó là một cái rất là khó khăn để mà tìm ra được. Và chúng ta để ý là mỗi buổi sáng chúng ta đọc cái bài kinh, cái lời của Đức Phật khi mà ngài nói là Aneka Jati Samsaram Sandhavya Samsandhivi Samvavan, thì người nói là cái pháp này, cái nguyên nhân của nó là thật là khó tìm và ngài đã tìm ra được. Và chính là bởi vì cái thanh na, cái ái, và nó đã gây ra những cái gánh nặng cho chúng ta. Đức Phật đã biết được và từ đó là Đức Phật đã chia sẻ đến chúng ta. Là đi yêu nàng đàm ạ tên khá ra đi tiya ri bác chóng phía thả lê khá năng áo bà dâu nàng tiya ri chá lê ra lê tất đăng đăng đề ái đề mà hà là chá ái vẹn ní ká giá đi tăng đá ra bí loa gây ra là khu đó đôi bí để tất nà yào chá ưu lê tâm hà nó thì đi sau ông yi lù đùa nà yên thả lạc nhá xoá đi sau ông yi hô là tất nà lê tâm hà sao rào là khu đó nên sau lù mẹ rô gô ngá chú phía bí bí nhá xoá vẹn chú yên à bí ra ní ká giá đề nè xoá đi đuổi bị để nấu than nên lúc xả mà lúc qua được khu sau lùm nhà rồi bỏ đi nên u tân na yêu cha lê đàm ma mà đi ai sau đầu để cô ngã phía bì bì để nên lâu lùm nhà rồi để tân na u phía bì lùm chỗ nó thì cả tân na u biểu gì cái danh sắc và cái ngũ uẩn này nó là cái gánh nặng và Đức Phật của chúng ta ngài phải tìm kiếm cái chân lý này rất là lâu từ kiếp này qua kiếp khác, từ luân hồi này qua luân hồi khác để mà tìm ra được cho cái chân lý này. Và lúc mà ngài tìm ra được thì ngài đã nói lên cái câu cảm ứng là ta tìm ngươi rất lâu, cái người mà xây cái căn nhà ngũ uẩn này, nhưng mà bây giờ thì ngươi đã bị tìm được, ngươi đã bị phát hiện và ngươi không thể nào tiếp tục
Vui xây dựng cái căn nhà của bọn này nữa. Ta đã phát hiện được Vui rồi. Và đuôi mè coi như là đã bỏ xuống hết, đã rủ bỏ xuống hết, đã tiêu hóa hết rồi. Tên nà, khu lê tên nà về là chỉ cần nà cô y hoa là để giả là sửa tên nà về. Bây giờ lấy rồi, cứ sao rồi, để mấy xin nè, rủ bà yêu nè, nó tại sao nè, rủ lưu chân mu chi đó bà, lâu bà biết thà, nó tên nà rồi sa lao nà, nó sa lao nà, tụa tất cả đã, nó bị bả đã, sa lao mu đây, sa lao nè, cao nà lì đi hoa là, ao lì giả chân nè, sắc khu ra là nè, rủ bà yêu nè, sắc khu ra nè, tại hả là lưu chân nè, sắc lì. Câu nào đi về tuổi gì này, nó na là thu ở đằng này cha, thắc cả thắc cả cha gì nè, nó như lúc nào là hả là cô nít đẻ thì thắc cả thắc cả nít đẻ, na câu là ở đằng này đi mui ra đi hả là tên nít đẻ ai tên nào vậy, nó cháu nhỉ? Cái ngũ ẩn này nó chính là do tên là do ái nó sinh ra, mà đối với mắt thì khi mà mắt thấy sắc thì lúc này những cái cảnh sắc mà khả ý khả ái thì chúng ta sẽ có cái ước muốn là sẽ nhìn thấy cái cảnh sắc đó, và nếu như cảnh sắc đó tốt đẹp đối với chúng ta thì chúng ta liên tục và chúng ta muốn là tiếp tục hết lần này tới lần khác thấy được cái cảnh sắc đó. Tương tự đối với mùi hương, đối với âm thanh thì chúng ta luôn luôn đi tìm kiếm những cái cảnh sắc mà chúng ta hài lòng, chúng ta thỏa mãn. Và cái ái này nó là có cái tính chất là nó rất là đói và nó rất là nóng, nó có thể nó đốt nóng chúng ta. Ấy giờ rồi cô à hả là nhớ xin này về phi phi na này về phi phi na khâu này phi phi hả là tôi thì về phi phi xia này gia đa về phi phi tôi có cao nào đi về hả là lưu chân nào về. Ấy giờ cô à đi ra ngoài đó bố cha nít đệ đệ suy nghĩ anh đi là thì mình đi bù nó bố mà hả là nít đệ nít đệ đệ nó bảo nó suy lên hả là chúng ta sẽ gặp nhau suy lên này, yao chiu me, nó, đi bộ mà nhất định là Dali nhất định Dali yao ngã chiu me rồi, là uba ra mà bỏ, uba ra, đi đây là gì mà đi, yao lâu thà về, khá là, yao lâu thà về, tiền khá là đi lâu già, cứ đi lâu đấy, à cứ đi mà đồ lâu bán này yao chiu chiu lấy chiu về, để đồ ăn lấy chiu 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 về, khá là. Đối với năm cái căn môn mắt tai mũi lưỡi thân miệng, chúng ta khi mà chúng ta có được thấy được những cái cảnh sắc mà nó thích ý, nó hài lòng với chúng ta thì chúng ta chưa dừng lại đó, chúng ta thực sự là chúng ta muốn, chúng ta có cái sự chấp thủ đó, có sự dính mắt mắt là muốn làm sao cho có được những cái điều đó, những cái vật đó. Chúng ta chưa dừng lại, chúng ta rất là dính mắt, và sau đó là chúng ta làm ra những cái hành động, chúng ta làm tạo ra những cái nghiệp để mà đạt được những cái mà chúng ta mong muốn. Thì cái ban đầu cái sự thích thú cái chính là ái là tanna, còn tiếp theo là tăng trưởng thêm một bậc nữa là nó thích ở một cái góc độ nhiều hơn, nó ham muốn và nó chấp thủ vào, thì đó gọi là upadana, tức là sự chấp thủ. Còn khi mà đã có ái rồi, có chấp thủ rồi, tiếp theo chúng ta muốn làm sao cho có được, đạt được thì trải qua cái giai đoạn là sankhara, tức là chúng ta đã làm ra những cái nghiệp thiện và bất thiện. ဒီနာကြောက်စရာကောင်းတယ်သူကတို့ချင်းမျိုးဆွဲလန်းနေဟဟလာရအောင်ယူတော့တာပဲခုပြောတယ်မျိုးသေးတွေကုသိုလ်တွေဟဟလာအဲဘောဝိတ္တမလောဘခေါ်တာကုမရတဲ့မရတဲ့ဟာကိုဘာလို့ချူကြတော့ဟဟလာလေးလေးယူတယ်အဲလုပ်ငန်းတွေလည်းရှိတာပဲနော်ကိုရချင်တာအဲ့ဒါကြီးလည်းရှိတယ်ချူကြလည်းဟဟလာတမလောကပေါ့အဲချူကြတယ်အဲ့ကျတော့အဓိကဒီဟိုရချင်တော့ဘာလို့ပြုလို့ရတာပဲနော်လောတော့ဒီမျိုးသေးတွေဖြစ်တာပါကုသိ
nó mới đi bộ là càng càng mà nó bị cái đi nó bị cô lâu đây nó mới đi anh ấy hú bẹt cụ bỏ được cụ bị ra nó đi đến nhà này xuôi lên mu mà cái ái cái thủ và cái nghiệp này chúng ta ban đầu chúng ta thích thú và chúng ta dính mắc với nó và chúng ta cố gắng chúng ta ra sức chúng ta làm để mà có được nó thì ở đời có những người người ta có cái gọi là cái wisama loba tức là có một cái tâm tham rất là lớn và sẵn sàng là lừa đảo để mà có được những cái mà mình muốn và khi mà làm như vậy thì vô tình người ta làm ra những cái nghiệp bất thiện. Khi mà làm ra những cái nghiệp này coi như là chúng ta đã gieo vào đó một cái hạt giống rồi.
tới cái giai đoạn chúng ta sống, tới cái giai đoạn mà gần chết ấy, thì những cái nghiệp này nó xuất hiện, nó có thể hiện dưới ba dạng, đó là cái nặng nghiệp, hoặc là nghiệp cảnh, hoặc là cái cảnh mà chúng ta, cảnh giới mà chúng ta sẽ tái sanh gì đó, và nó cho cái kết quả để mà chúng ta tái sanh vào kiếp khác. Tôi chỉ nói là trong một hồi là bố gì là bà đâu chị gì là cô anh đi đây gì thật thà bị đồ bà đâu chị gì nà cái là đơn nào vậy nó nà là thật thà già gì nà nó không liên lạc bà đâu thật thà bị đồ bà đâu thì nà liu khăn gì nà hồi là để chú lại thì đang đi già nhà đại an hà là đơn nào vậy ai già đi bị đồ bà đâu đơn nào đi bà đâu hồi để thật thà già gì nè hồi là để suy lắng là nào bà đâu thì bố thật nà thâu nào bà chú lâu là vậy đấy ai già đi thì anh đi đơn nào đi anh đi bà đâu quá được khu bì ra nó khu vô để nào xong chuyện này giờ thì cứ xoay lăng mù đi bọn nó, để lưu điều xử lưu chuyện, để tháo bớt chỗ xử lưu chuyện, tháo cái miếng gì nào này biểu ra, thế biết biết gì ở đâu xoay đấy rồi, thế cái này mà đi cúp cái gì đi xoay này rồi, ai xoay đấy đơn nào này bị đồ bao, nó mấy đi bỏ lại bị bỏ qua đi, khu loạn đi ra, nó. Chúng ta bắt đầu là chúng ta thích thú cái điều gì đó, chúng ta thích thú cái cảnh sắc cái gì đó đẹp, hoặc là chúng ta thích thú cái âm thanh bài hát, chúng ta thích thú cái mùi hương. Hay là chúng ta thích thú cái vị ngọt hay là cảm giác gì đó, thì chúng ta mong muốn là sẽ gặp lại cái cảm giác này, những cái cảnh sắc này liên tục nhiều lần, và từ từ nó chuyển qua là chúng ta chấp thủ đối với những cái cảnh sắc đó. Khi mà chấp thủ thì chúng ta làm ra những cái nghiệp, khi mà làm ra những cái nghiệp đó, thì mất tiền thì lúc mà cuối cùng trong cuộc đời, những cái giây phút mà cận tử thì những cái nào mà chúng ta thực sự là chúng ta dính mắc, chúng ta chấp thủ vào đó thì nó rất là dễ để mà hiện ra cái cảnh tướng để mà báo hiệu cho chúng ta là cái cõi tái sanh của chúng ta ở kiếp tiếp theo. Có những người là tại vì dính mắc với tài sản, dính mắc với những cái mà mình đã kiếm được, nên là trong phút cuối cùng hay là những cái dính mắc đó nó bắt đầu là làm cho tâm người này không có ổn định, làm tâm người này nghĩ về những cái tài sản đó và dẫn tới cái cõi tái sanh. Thế bây giờ là thì ai cũng cảm ơn thì ai đi cả, hả là từ lúc vừa bắt đầu xuất lên bây giờ bắt đầu giảm đi về này, hả là tiêu lâu chả đấy, cái này thu đông nhà đấy. Bây giờ thì tân na xuất đi này, bảo đảm khu bì đấy, lúc nhất soạn phải là cha mu, thì khi nào ngã vào thì chúng nó đi ra đi ra là bắt đầu cháu mà tân na về, nó mình được quan đầu quan bồi cứu ra là thì tân na cháu mày, nó. Và cái sự mong muốn có được hưởng thụ được những cái cảm giác tốt đẹp, những cái ngũ dục mà cả ý cả ái, nó không có dừng lại ở cái sự ham muốn không. Chúng ta làm ra những cái nghiệp, chúng ta làm ra những cái nghiệp thiện bất thiện, và bởi vì cái nguồn gốc là chính cái sự tham ái này, nó đem tới là chúng ta phải chịu thêm một kiếp tái sanh. Và vì cái tham ái nên là chúng ta mới có được cái, chúng ta phải mang trên mình cái gánh nặng của ngũ quẩn. Thế rồi bây giờ chúng ta vào giai đoạn nào? Bốn năm bốn cái, khi chúng ta bỏ đi cuộc chiến gì đấy, nó ai chờ đâu? Ai chờ quyết định tham? Ồ, ngã đi khăn nào là đi đã chọn mẹ lựa chọn của cha. Bởi vì có tham ái nên là dẫn lên là phải tái sanh là kiếp tiếp theo, kiếp mới. Và chúng ta bây giờ chúng ta đã biết được là chính cái tham ái này, chính nó là nguyên nhân. Thế nói được cả bhava dana ra kama dana, kama dana bị bhava dana, bhava dana thì là rồi thì tất cả đệ thi này xin nào bỏ miết đấy luôn xin, hả là thì bhava hả là thì thế mà đệ công nguyên nhân công hả là thì lu công lấy chi đấy, hả là thì bhava thì vào nó bhava mà đại lý cứu đoạt thì lu miết đấy luôn, xoay u đạo biểu ra, nó đàn ấy xin đấy, đệ na gu cha đó. Bảo vệ nhà đấy, nhớ rõ bây giờ đi ăn cháo là bảo vệ cụ bì ra, cái loại tanh na đầu tiên mà Sado vừa thuyết có tên là dục ái, đó tên là cái ái mà liên quan tới ngũ dục. Cái tiếp theo là hữu ái, và trong hữu ái này có cái hai loại. Cái loại thứ nhất là cái thường kiến, tức là cái sự suy nghĩ, cái chấp thủ là luôn luôn có một cái tôi nào đó bên trong, mà nó khi mà chúng ta tái sanh từ kiếp này qua kiếp khác thì cái tôi này nó vẫn trường cửu, nó vẫn hiện hữu. Và bởi vì cái tôi đó, bởi vì cái ngã đó, nên là nó làm cho chúng ta phải tái sanh ở kiếp tiếp theo.
đó chú chú đồ hả là đi ta na ba ừ ừ đi mà chú chú đồ yuwa ra đi hả là đi lưu chiến ba đó thà bữa tiếp bên tiếp bên luôn đi tiếp bên khô lại lưu chiến đi tiếp tiếp bên biang đoạt đấy là đi còn liền luôn bộ cũng nghe miao luôn đi ta đi hà lên mà đi khán ác quỷ gì đó anh đi thế mà chỉ để ở ta còn quỷ như con quá cha biang đoạt đấy hả là đi lưu đi bộ chú chả rồi lên phong thiên à nó từ lưu à biang khô này từ lưu quỷ như bộ nó từ lưu đi chỉ phong thiên chỉ này là chỉ đó. Và những cái tư tưởng này, những cái định kiến này, sai lầm này nó bắt đầu từ trong những cái thời mà không có giáo pháp, cái thời mà phi pháp nó hiện hữu. Tại vì là người ta nghĩ là khi mà giống như là một con chim, khi mà nó đang đậu trên một cành cây thì chặt đứt cái cành cây nó đi thì nó sẽ nhảy qua cành cây khác. Tương tự như vậy đối với cái thân này, khi mà nó tiêu hoại đi, chết đi, người ta chết đi thì cái thức, cái tâm thức ở trong đó, cái ngã ở bên trong nó sẽ chuyển qua một cái đối tượng khác, nó sẽ nhảy qua một cái kiếp khác. Và người ta tin là có một cái đấng tạo hóa, có một cái vị trời nào đó có cái năng lực đó và có thể biến hóa. Phần thứ nào rồi là yếu thu đấy, hari can đấy, hari chú đấy, hari blue lông rồi, alu hari phần thứ nào rồi nó, cái đó là gì nữa mà mồ vậy? Mà có một ngày Sara nói là nếu mà có cái đấng tạo hóa thì cái đấng tạo hóa này tại sao mà lại biến hóa ra cho những người mà có cái thân hình xấu xí hoặc là bị đuôi, bị mù, bị câm, bị điếc thì cái đấng tạo hóa này là không công bằng. Thôi chừng nào gà đó là mía để lưu chú đề bà đó, tất đà thầy thị này xin nè, tân hà vụ chá đó, vui bà hoa tên nà, nó vui bà hoa tên nà bộ. Và cái thường kiến, nó cái ái mà nó có liên kết với thường kiến này, nó là một loại ở trong hữu ái. Thế là xuê lê bà đó, thì bà hoa tên khu bí đà về thị tên nà lê. Nếu như mà chúng ta thực sự là chấp thủ vào nó thì nó sẽ cho cái kết quả là một cái kiếp sống mới, một cái cõi tái sanh mới. Nó được gọi vipavadana đó osida deity bọ nó deity chi đấy tadada deity osida deity osida deity ဆိုတာ đó đi bọ đi ပြတ် သွား đi ဆိုတော့ ပြတ် သွား đi ဆိုတော့ đu a hu bọ đu lâu chừng nó lâu rồi. Và cái loại ái cuối cùng gọi là vipavadana, tức là phi hữu ái. Phi hữu ái này có một cái ái có tính là uccheda, có một cái quan kiến đó là uccheda deity, tức là cái đoạn kiến, là nghĩ là cái kiếp này xong, coi như là kết thúc, chấm dứt, không còn gì nữa, và lúc này có thể làm tất cả các cái nghiệp mà không cần lo cho cái việc trả quả. Mà nó tự rồi hả là cao mù rồi mà bị mà cao mù rồi còn lâu mà bảo nó rồi đưa ra chỉ biết là lâu lâu dài đi, nào qua mới chịu rồi lâu chân lâu lâu mà. Ai chỉ đó tì gan đi khai chỉ đó tít anh hari ya bắp thịt lên chỉ đó. Cú bao giờ tì gan đi chạy vào đó, càng càng mạnh mẽ, cái đi như vậy nè, bì ra, nó cú ấy xoay làm mù bò mà mù tì bì đó, bao giờ được khu bì ra. Những đa phần những cái người mà có cái quan kiến này, người ta thường là không có làm những cái nghiệp thiện, mà thường là làm những cái nghiệp ác, không thích cái gì thì là sẽ làm cái đó. Và tại vì cái sự dính mắc, cái sự chấp thủ vào cái quan kiến này nó quá mạnh, quá sâu dày, nên là cuối cùng cái lúc cận tử thì những cái sự dính mắc, những cái sự chấp thủ đó nó sẽ rất là dễ hiện ra trong cái tâm tử của người đó, và nó hiện ra ở dưới dạng là nghiệp, hoặc là nghiệp tướng, hoặc là cái cõi tái sanh tiếp theo của người đó. Ấy chứ rồi đi yêu nàng đi hồi là sao vậy rồi bây giờ cảm ơn ai ông tia đi bắt chồng xuôi lên đi ra lề nó xuôi lên thì alo thì luôn xuôi lên nào vậy mà tại sao mà chúng ta lại dính mắc vào, chúng ta lại tham chấp vào những cái điều này? Tại vì chúng ta nghĩ là nó là những cái mà đáng để chúng ta tham chấp, đáng để chúng ta dính mắc vào. Alo biểu hòa mà hỏi là xuôi lên thì alo thì alo rồi alo alo xuôi lên thì alo thì nào rồi nhớ soa bia cả adu ba alo hỏi cái tiền đề vụ đấy thì yoga tại mà lu lưu ý à bà biểu hòa rồi chú ba alo thì này nó tiền đề này lu thì này nhớ soa bia hả là đâu cả đi khán nào cũng hả là khán nào khán nào nát đi khán nào đâu mà đâu cả khán nào này tụi xin em chỉ vụ nó thì lu hỏi tại mà lu lưu ý à bà rồi tu khá alo thì này nó
nào được khá bảo mấy vụ nhất soa bây giờ hồi tham lưu đi à bảo đâu ở đà nhất soa bây giờ nát đà lưu hồi đi à bảo ở đà lưu mấy này lưu thiên ở lưu đi của mấy như mà đủ đà nó Đức Phật trong khi Đức Phật ngài giảng giải cho chúng ta là bất tịnh, nhưng mà người đời lại nghĩ là nó là tịnh. Đức Phật nói là không có cái gánh nặng nào, không có cái sự đau khổ nào, sự khổ ải nào mà hơn cái khổ ải của ngũ uẩn. Nhưng mà Đức Phật nói về khổ thì người đời lại nói là nó là lạc. Và khi mà Đức Phật nói là nó là vô ngã, không có cái ngã nào, thì chúng ta lại nói là đó là ngã. Và tại vì cả hai cái quan điểm này nó khác nhau, chúng ta đi theo cái chiều hướng khác nhau. Mẹ vu phao biển là yếu này đồ bồi à, yếu năng này đồ bồi à, hay là chỉ biết được biển này đồ bồi, nấy xa luôn rồi, tham gia lưu đi à, mẹ này lưu thiền, nấy xa lưu thiền. Mà khi mà Đức Phật nói là các cái danh sắc thì nó luôn luôn nó biến hoại, nó là không có trường cửu và là anicca, thì trong khi đó thì người đời lại nói là nó là anicca hay là trường cửu. Ở đây bà cháu lưu thiền rồi, âm mà đi đã, nó. Mà đi ảo, mà mất đi ảo, bà phía đà là sự ổn giả là phô thả, no? Và tại sao lại có cái sự khác biệt giữa Đức Phật và người đời, chúng sanh thường? Tại vì là chúng ta không có biết được sự thật. Cái việc mà chúng ta không biết sự thật này, đó chính là do chúng ta có vô minh, avijja. Ổn giả là mà mất đi ảo, mà đồ đi ảo, hồi đoàn giả, no? Mà đi ảo, hồi là, thú thả bà đồ nhớ rồi à, bởi vì chúng ta không biết được sự thật nên là chúng ta lại theo cái chiều hướng sai trái sai lầm. Chúng ta không biết được bản chất của tứ diệu đế. Và bản chất của mọi vật nó là bất tịnh, nhưng mà tại vì chúng ta nghĩ nó là lúc đó, tại vì lúc có cái sự xuất hiện của vô minh nên là chúng ta nghĩ đó là tịnh. Và khi mà nghĩ là tịnh thì chúng ta tỏ ra thích thú, chúng ta có cái xuất hiện cái tanh na, cái ái ở đó. Và khi mà có ái này rồi thì chúng ta cứ liên tục chúng ta thích thú, thì nó sẽ chuyển qua cái giai đoạn là thủ, là upadana. Ai chứ rồi, bây giờ na cái, bây giờ cái phong loạn đó hả là, giống như anh em miếng gỗ na, nó, thì ở đâu cái anh em này hả là đi bộ du, cứ du thuyền đi này chứ rồi bảo, giống như anh em miếng gỗ na, bây giờ, nhớ so với cái anh ấy ra hồi đấy, tụi anh ấy ra lùm miếng này, hả là, cô anh nhớ so với cái bảo, đâu khai lùm hồi đấy, tụi anh đâu khai lùm miếng này, nhớ so với cái bảo, anh nát đào lùm rồi, tụi anh bảo, anh đào lùm miếng này, anh đâu vậy, mà tiền đều rồi, tụi anh đâu vậy lùm miếng, thì lùm miếng bây giờ phong loạn, bây giờ cái phong loạn đó, giống như anh miếng đó, tên na cái thì hari bồ lai xuôi ra. Trong khi mà Đức Phật dạy là anicca, dukkha, anatta, thì trong khi đó thì ngược lại thì mọi người lại nghĩ là nó là anicca, nó là sukha, nó là atta. Nên là bởi vì cái sự vô minh nó che phủ đi sự thật, nên là chúng ta chấp thủ vào, chúng ta dính mắc vào, chúng ta có cái tham ái xuất hiện. Ai chứ đâu, mang đi ăn lẩu à, nó mang đi ăn lẩu. Đa cháu mình xóa bây giờ đi khu vực đấy, chỉ mau đó, bà khăn nào cũng bà đó, biến số bà là nè khăn nào ngã bà, đi đi ở đây bà đó, quần áo quần bố gì, nó quần áo sau nè bà đó, bự rộng rồi đi khăn nào ngã bà, xí để luôn quần áo sau nè bố gùa đấy, quần áo bao chồng lấy xuống luôn chứ, thì tân áo cháu, nó tân áo cháu, thì giờ rồi nấu thằng mà phía trên được bao rồi, bà ra nick khi bên nào, quần áo cha bây giờ mày, quần áo cha là nick bằng mày, nó. Và chúng ta phải nỗ lực để nhìn ra được cái sự thật này, cái bản chất của các cái pháp. Và cái ngũ uẩn của chúng ta, tại sao mà nó lại hiện ngũ? Tại vì chúng ta có cái sự tham ái, tanh na. Thì cái ngũ uẩn này nó là một cái gánh nặng, nó thực sự là một cái gánh nặng đối với chúng ta. Nguyên nhân của nó là do tham ái. Và làm sao để mà thoát khỏi nó? Thì Đức Phật đã thuyết lên gọi là Paranikhepa na. Quên ngũ cha này là nếp bà mẹ chỉ. Hoặc là ai chứ rồi.
ပြီးတော့အခုခုပြောခဲ့တယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်အော်ဒီခန္ဓာဝန်ထုတ်ဝန်ဘူးကြီးပဲเนาะဝန်ထုတ်ဝန်ဘူးကြီးကိုငါဆောင်းနေရတယ်เนาะနှစ်ချက်နောက်တစ်ခါဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏမျိုးချင်းမှုတွေเนาะတဏဆိုတာဆာလောင်တာဆာလောင်တော့ဘာလို့ရောင်းချတာရောင်းချပြီးတော့ပြုတ်လို့တယ်ပြုတ်လို့တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အဲနောက်ပိုင်းအတ္တကြီးဒီ
tuệ bi vụ bồ là. Và làm cách nào để gỡ bỏ cái gánh nặng này xuống? Thì Đức Phật dạy là gỡ bỏ cái gánh nặng này xuống chính là cái việc mà đạt được Niết Bàn. Chúng ta, mỗi người chúng ta bây giờ đang có trên mình cái gánh nặng là ngũ uẩn. Vậy thì cái ngũ uẩn này từ đâu sanh khởi? Nó chính là từ cái tham ái, thì có ba loại tham ái là dục ái, và hữu ái và phi hữu ái. Chính ba cái loại tham ái này nó là nguyên nhân của cái gánh nặng. Tham ái nó, bản chất của nó là cái sự mong muốn, là cái sự thèm khát. Và khi mà chúng ta mong muốn, chúng ta thèm khát thì bắt đầu là chúng ta làm các cái nghiệp thiện và bất thiện. Thì làm ra những cái nghiệp thiện và bất thiện này, khi mà chúng ta chấp thủ vào nó, thì tới cái lúc mà chúng ta rơi vào cái giai đoạn cần tử nghiệp thì lúc đó các cái hình ảnh mà về nghiệp của chúng ta làm thì nó sẽ hiện hữu, và chúng ta phải tiếp tục, chúng ta tái sanh vào một cái kiếp khác. Ai đông chết bố bao bì là ba ý mà Sa Đo ngài vừa giảng giải thì mọi người có hiểu được chưa? Ok, ở đây bây giờ mà lâu đàm một đi tân na, ai giờ đó tân na ba chồng phi sự lệ, ba chồng xuôi lan là lệ xuôi khu vô đấy, mà đi đó, nó thì tất cả những cái gánh nặng vừa rồi đó chính là nguyên nhân của nó, gốc rễ của nó là tân na, là tham ái. Thì chúng ta phải tìm ra được nguyên nhân, nguyên nhân tại sao lại có cái tham ái này. Mà mình đi rồi xuôi lên là bảo là biết được bao nhiêu là nhớ soạn bây giờ năm nào rồi tôi chú im năm nào là nhớ soạn bây giờ hồ lý xỉa đi à thế cái đấy adu xin phụ tê hả là à thế cái đấy cụ thể cháu ba yoga đi nên sẽ sanh à thế cái chuyện gì à con này khăn áo gùi đồ à nhớ soạn bây giờ bây giờ này thì cang bông chi hả là tôi nít đây giờ mình xỉa hồ rồi tôi mà toa tôi là nào tôi qua được nít đây thà đi biết được bao nhiêu là mà đi rồi tôi qua được nít đây. Bởi vì chúng ta không nhìn thấy được bản chất của sự thật, nên là chúng ta thích thú, chúng ta say đắm, chúng ta có cái tham ái. Và một cái ví dụ cho việc này đó chính là người em họ của Đức Phật tên là Rupananda, là cái cô này có rất là dính mắc vào cái sự đẹp đẽ của cô, vào cái nhan sắc của cô. Tại vì Đức Phật thường xuyên là Đức Phật thuyết về bất tịnh, Đức Phật nói về cái sự ghê gớm, cái sự nhầm gớm của cái cơ thể này. Và cái cơ thể này nó luôn luôn bị sự đe dọa của 96 loại bệnh tật. Thì cô này cũng nghe như vậy, thì cô rất là ngại đến gặp Đức Phật. Tại vì cô là người không nhìn ra, thấy được sự thật, và cô rất là dính mắc, rất là say đắm đối với cái sắc đẹp của cô. Tu an la ra nhà do bây giờ cao bồ chi đi hả là mẹ hồ lý giờ tu mà tu an san chim mới phiền thì giờ đồ tu an và đây là cái nhà soạn bây giờ adu zen bu de bát đan năng đi tâm bồ đề à ông gần đang bé gần đang ba la na bi bát thi đang lúc nhà soạn bây giờ đi cả thà linh để sống mà cô trong khi mà cô em họ của Đức Phật rất là say đắm, rất là dính mắc đối với cái sự đẹp đẽ, cái sự quyến rũ của cô, thì có một hôm cô này tới để mà nghe pháp từ Đức Phật. Thì Đức Phật đã thuyết lên cái bài kệ vừa rồi, sau đó vừa đọc lên cho chúng ta. Đó chính là rồi đi khi nào cúi ya để bao bề ta này này, hola, cú để chào ba yoga này nó sẵn sàng này đã. Khi lại, cái gặp bia rồi yoga đi yoga cúp biến gì hola mà hola luôn. Đức Phật nói là cơ thể này chúng ta là lúc nào cũng bị đe dọa bởi 96 loại bệnh tật, thì thính chúng hôm nay quý vị kiểm tra lại là có phải là như vậy không? Lao bề hola, tu phi lên bì nì nì hola. Mình ở đâu hỗ trợ, đúng như vậy bảo, bảo, thà là, phi lê trên đất đang ra thì lại hỏi là mình nào hỗ, đúng bảo như này đó, qua đó bảo đó là lên chơi phi đó là như thế nào, thế đấy bây giờ phải đi chơi. Mặc dù là chúng ta ở bên ngoài, chúng ta có trang điểm, chúng ta có bôi son và sức phấn rất là đẹp đẽ, rất là quyến rũ, nhưng mà bên trong thì như thế nào? Bên trong
Ngài cũng hỏi là quý vị có thấy được bên trong không? Mà xin mà chị chung thế à gì đó là nó không có gì là tình tình hảo là tốt đẹp, rất là gớm ghiếc, rất là ghê tởm. Thì lên trên để tan ra xin lên anh nhìn nào ở đâu bao nhiêu đồ ở đâu nào bao đi chúng ta trang điểm, chúng ta trang sức và chúng ta mặc lên những cái món trang sức đẹp, nhưng mà đó là chỉ là bên ngoài, dù bên ngoài có đẹp cách nào đi chăng nữa thì bên trong nó luôn luôn là nó hồi hám và nó rất là ghê tởm. Background and background đó thế cả là xem thôi, thật là background áo cả là vào đó yêu gì bị rồi nha, là để nhớ sao vậy, nhớ gì hả là nhớ chi thôi để na vào đó na chi thôi để hả là na không anh na chi thôi để bây giờ cả hả là chơi tới lấy thôi để nó xem thôi nè. Áo cả là vào đó chính 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 nghe nè, áo cả yêu gì bị rồi nè, ba mươi mấy tiền mà chỉ đủ mấy tiền rồi mấy nè. Cơ thể này ở bên trên thì lúc nào cũng chảy ra là nước mắt này, ghen này, rồi là ráy tai, rồi là nước mũi, rồi là đờm, rồi là nước bọt. Còn bên dưới thì lúc nào cũng chảy ra là phân với là nước tiểu. Rất là ghê gớm. Cơ thể này nó rất là ghê tởm và không có một chút nào để mà cho chúng ta nghĩ tưởng về nó, là thích thú tham đắm về nó hết. Nào đây cả, tí cái gì lại đi? Khi đã lo mà nãy cả đàn đã, xem em muốn như chia lệ để đòi gì đi, đòi gì chơi đi, hola. Mình bây giờ số, tốn tiền nó cũng thà là gì để bây giờ mới giải trí. Kiến chi chơi nghề đi, hola. Đòi về gì đó, số đi đây đi, tốn tiền nó bỏ lại bây giờ mới giải trí. Alo, mình ông chỉ khai nào, mình xóa đi. Nếu như cái cơ thể này chúng ta chia ra 32 phần, chúng ta chia ra là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thịt, tủy, thận, vân vân. Thì chia ra 32 phần như vậy thì chúng ta hãy kiểm tra lại là ta là cái phần nào trong 32 phần đó, và có cái nào là cái mà để chúng ta tham đắm, chúng ta yêu thích không? Hồi bữa nó lê đê vào con lì à hồ, thưa mấy cô thầy cha chị bên này, bao lâu rồi lại mà mình đi gọi là mà xa rồi, thưa mấy ông sao? Ví dụ là đối với cái móng tay, cái lúc mà móng tay mà để trên tay thì nhìn qua nhìn lại rất là nhìn óng ánh, nhìn rất là thích, nhìn rất là đẹp, nhưng mà lỡ như mà có cái móng tay nào đó trong cái bát cơm ấy, thì dù cho một phút đi nữa thì chúng ta cũng không có muốn ăn cái bát cơm. Sao mấy mối liên hệ chưa lại ha? Bây giờ mối liên mà mất tiền rồi, ta chưa thấy gì đâu. À mà cố tình làm chết thà cái gì? Hồi trước đó, của tu nhà này được rồi, tất mấy giờ lúc thiên này chả thấy cái gì chung đây à? Này ăn bát cơm mà có tóc hay là có lông hay đó là nó nằm trong bát cơm, mình sẽ hốt hoảng lại mà nói là lông ai đây, tóc ai đây, rớt cái bát cơm của tôi rồi, lúc đó hất cái bát cơm ra. Mà khi mà tóc, khi mà những cái bộ phận nó nằm ở trên cái chỗ của nó thì nó đẹp, nhưng mà lúc mà nó không còn nữa thì đúng là rất là ghê tởm, rất là gớm ghiếc. Cho chuyện nào cả đâu, ông mà mất đi đồ thì thế này mà hả là, con nào biết được bạn nào đó, nhớ xóa bây giờ ha, thì cái đấy hả là, đi lên bị đồ thà lùi hả là, đang ra xin bị đồ thà lùi là, đồ này à bà đâu, bầu hả là, chân chi đi, chân nghe đi hả là, à, thuê đi, tê lê đi, miau đi. Na na chi thua đấy, na không ăn na chi thua đấy, miệng luôn miệng chi. À bố đi đu pháo xe rồi, xe rồi giờ biểu ra. À bố đi đu lòng thằng này cú lòng như vậy quá. Là bởi vì chúng ta không có nhìn thấy sự thật nên là chúng ta cảm thấy là nó đẹp đẽ. Bên trong bên ngoài thì dù nó có đẹp, dù chúng ta trang sức như thế nào đi chăng nữa thì bên trong nó lúc nào nó cũng nhầm gớm. Nó lúc nào cũng phân rồi nước tiểu rồi. Đờm và cháy rồi nước mũi, nước mắt, ghèn rồi lấy tay rất là ghê gớm. Vậy nên là ngày ta ốc Saraji này cũng thường là nói về cái sự kế tẩm đối với cái cơ thể này. Bố đi đu lòng ra đây cụ lòng như mẹ này chả là này. Bố là của cụ thương là chị chả. Và có phải là chúng ta đang tham đắm, chúng ta đang dính mắc đối với một cái mớ rất là ghê tởm này không ạ?
ai chờ đâu, biểu chỉ nào cả đâu, mà nó âm mà đi luôn, nó nít đẹp xia luôn, thiên nhiên, nhớ soạn bây giờ, tu ba, mà tin đẹp luôn, tao bị mê luôn, hồi giờ gặp phong nào tu ba, tin đẹp luôn, thiên, ai chờ đâu, xui là nhà. Và là bởi vì cái vô minh, chúng ta không biết được cái bản chất của sự thật, nên là chúng ta nhìn thấy rằng đó là những cái tốt đẹp, những cái rất là hay ho, nên là chúng ta mới ham muốn. Bây giờ đó mang đi dòng chú ra mà, nó mang đi dòng chú ra mà tôi luôn chứ, đi cà rồi đi xà lì vào mà tiệt. Bây giờ mình sẽ vào bây giờ thì đi nào đi, là xịt đông đi đâu nó thì đi nào đi hot thà đấy. Ở đây vừa kinh chung mà tôi luôn chứ, hola. Bị đi cà đông mồm ní cái ngay ya, nó bị đi cà đông mồm ní cái ngay ya. Nào vào lấy tôi luôn chứ, tôi kinh chung mà bồi bẹt kia đông rồi khốn nạn. Nào kinh chung mà kinh ship ba. Nào kinh chung mà đi là tâm ari kia nhá. Đi ra đi qua. Vậy nên là chúng ta phải nỗ lực để mà nhìn ra được cái sự thật. Thì để mà nhìn ra được cái sự thật này thì giáo pháp của chúng ta có rất là nhiều cách chia. Nếu chúng ta chia thì có thể có là 84.000 pháp môn, hoặc là có thể là 4 cái sự thật, nhìn ra được 4 cái sự thật, hoặc là tam tạng kinh điển, hoặc là 5 cái bộ kinh, hoặc là chúng ta có thể chia ra là 37 phẩm trợ đạo, hoặc là chúng ta chia ra bát chánh đạo, hoặc là chúng ta chia theo là giới định tuệ. Thì đó là các cái cách con đường thực hành để mà biết được, thấy được cái sự thật. Ê, bà ra nếch chì bình nào, nguyên ngô cha mẹ dù nếch bà mẹ chì đề. Ai dạ đồ nếch bà mẹ dù đà gà, thì là mẹ chì đề. Thì mẹ kênh chì bà lăng à, lùa 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 cha lăng mẹ chì. Muốn bỏ được cái gánh nặng á, thì chúng ta phải chứng được niết bàn, và nếu muốn chứng được niết bàn thì không có cái con đường khác ngoài cái con đường thực hành bát chánh đạo. Bát chánh đạo chúng tôi mới suy nghĩ, tâm đại trí, tâm tinh cấp bậc, kinh nghiệm mạch khí, nó, tâm hóa sa, tâm gamana, tâm adiwa, tila mạch khí, tâm vayama, tâm đại tâm adiya, tâm adi mạch khí. Ấy chứ đâu, tila, tika, tâm adi tika. Kinh nhà đấy cả, đi lại chân diện, tâm ari chân diện, kinh nhà chân diện, đi đông cũng vậy. Mà bát chánh đạo nếu mà phân chia ra nữa thì có chánh kiến, chánh tư duy là thuộc về tuệ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là thuộc về giới, còn chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là thuộc về định. Thì con đường ở đây nó cũng quy tụ lại là giới định tuệ thôi. Bây giờ đông cha rồi, hóa là tâm ari thị. Lâu nữa tuổi, hả? Tâm ái đi, kinh nhà mẹ kia. Tâm ái đinh cả ba cái bản này lên nữa tuổi, hả? Cua, cụ tháp vào chân nào được khu web chỉ phía cua, hồ bờ biển nào sao chỉ bị rồi lên trên này để chia. Cái bây giờ thì hả? Cái thứ vừa này là cái vừa này bảo, cái thứ đó là hoa chỉ là thứ gì lên trên này để ở, hả? Lưu vậy, hả? Tâm ái đinh cả ba cái lên, đã kinh nhà mẹ kia. Và đối với cái đối với tuệ thì chúng ta có chánh kiến và chánh tư duy. Thì chánh kiến được ví dụ như là mắt của chúng ta, con mắt chúng ta để chúng ta nhìn thấy được các sự vật. Còn chánh tư duy thì được ví như là tay của chúng ta, và khi mà chúng ta tới mua hàng thì chúng ta dùng cái đôi bàn tay này để chúng ta kiểm tra xem là cái món đồ này có phù hợp không, có đẹp hay không, chất lượng có tốt hay không. Đó chính là mấy cái chỉ bắt đầu mới suy nghĩ, phải mau dùng tâm hóa ra, tâm cảm nhận, tâm ái dụ, miêu cụ tỷ lệ sao thế miêu ai, tỷ lệ mấy cái hoặc là ngã ba, chỉ ba, sáu ba, anh đi ra đâu ra tỷ lệ đi sao thế nó giả đấy, nào vào đó, tiếp theo đang đi ra tỷ lệ, ái dụ bari đầu đi tỷ lệ, hay cố gắng này luôn, tỷ lệ mấy cái này biết dùng sao thế mà nó bắt đi, mà bắt đầu chúng ta, nếu chúng ta bắt đầu con đường thực hành bát chánh đạo thì đương nhiên là bắt đầu từ giới trước. Và đối với giới thì như mọi người thực hành đó là 8 giới hoặc là 10 giới đó, và ngoài ra thì còn có giới nuôi mạng chân chánh, giới phòng hộ các căn, giới quán tưởng tứ thực dụng, và đó là cái về phần giới. Hay là ai thế mà ví dụ bây giờ đang đi ra đi lại rồi, ai ta nạp chi mà xử lý, nạp mà nào đi hoặc là đi thì đi lúc chi mà xử lý, sao để khai báo được, vừa để khai báo nó. Sara
tân nát đi chim mọi tân nát cho bói về nó tu bom mặt đêm 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 À, tại sao chúng ta phải giữ cái thêm cái giới là cái giới quán tưởng tứ vật dụng? Tại vì chúng ta muốn chặn đứng cái tành nạp, cái ái. Vì chúng ta khi mà chúng ta ăn thì chúng ta quản lượng là chân chánh quán tưởng hành tai thọ dụng vật thực này. Tương tự đối với y phục thì chúng ta cũng quán tưởng, và đối với trú xứ chúng ta cũng quán tưởng, và đối với thuốc men trị bệnh thì chúng ta cũng quán tưởng. Thì tại vì sao nếu mà chúng ta không quán tưởng thì lúc này cái tham ái nó rất dễ sanh khởi, và nếu như mà cái tham ái nó sanh khởi thì chúng ta phải chịu những cái hậu quả từ đó. Và khi mà chúng ta đã giữ được cái giới phòng hộ các căn và cái giới quán tưởng tứ vô lượng này thì nó là một cái cách để mà bảo hộ chúng ta, để chúng ta giảm thiểu đi bớt cái tham ái và giảm đi bớt cái khả năng là chúng ta phải tái sanh ra một cái kiếp sống mới. Thà riêng thứ lệ khăn này, bao nhiêu lệ khăn này đủ đủ về thì đến nà. Nếu như mà chúng ta chấp nhận có cái tham ái thì nó đồng nghĩa với việc là chúng ta chấp nhận một cái kiếp sống mới. Thà cứ đang gặp bao sẽ sẽ. Hết kiếp sống này thì kiếp sống khác, kiếp này kiếp sống khác. Hết giờ rồi, mấy cái gì ba chị mấy thứ khuôn biểu đấy, là tì làm mấy cái lông dùm ít thà lại nó, tâm à đi mấy cái. Mari mẹ kim lưu lâu mày hala. Mari mẹ kim tama waya ma tama daddy tama tama di. Ajero, a gua tower only tolly hala. A lâu mẹ anavana, a kumta, hadi mẹ solution. A kali chong yong ta, yellow ali cha, no? Yellow ali cha. A kumta ngu si chu, only tolly tinchari ni ali ma hola. One mandi, two mandi, no? The dili, bu bi lai. Ajero, tama daddy mẹ kim ba doa, no? Ai nè, đi lì nè, đi lì nè, qua mà đó, người ở đây miệng là trung ở đây nè, lục biển ở đây vào, tham hoa ở mà mày, à là đủ ở đây lù, à là miệng mày bây giờ ao mày ao cái này, cha ao mày ao cái này, lì vào, tin đi rồi bồi đi đi ra, tham hoa đi, cái cái đá bồi nó, tham hoa đi, mày kia, à mày kia xí ba, còn đang đang đó là, để thu bì đồ đó anh đi ra, còn đang lì, còn ní sen nè bồi nó. Sau khi mà hoàn thành được cái giai đoạn đầu tiên, cái giai đoạn về giới thì tiếp theo là chúng ta phát triển định. Thì đối với phát triển định, định này là nó có trong bát chánh đạo là nó có ba, gồm ba là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì sau đó thường hướng dẫn cho chúng ta cái cách thành thiền là thực hành cái thiền hơi thở. Đối với thiền hơi thở thì chúng ta ngồi liên thẳng, chúng ta nhắm mắt và chúng ta đặt cái chánh niệm của chúng ta vào cái vị trí hơi thở nó rõ ràng. Thì lúc này chúng ta đặt cái chánh niệm với sự hay biết của chúng ta vào, chúng ta cũng đã có chánh niệm. Và làm sao để cho cái tâm của chúng ta nó không có đi qua đối tượng khác, chúng ta có một cái sự nỗ lực thì đó gọi là chánh tinh tấn. Và chúng ta làm sao để mà cái tâm của chúng ta không nhảy ra cái đề mục khác thì lúc đó, và cái tâm của chúng ta duy trì an trú trên một cái đề mục thì lúc đó chúng ta có định, gọi là chánh định. Cái mấy gì lại đó là chuyện chung mà tham ái đâu vào đâu bà ra nó khana ấy vào đâu nguồn nhân thứ ba là nét khana muốn đâu quên bố gì về đủ sao này khana ya là bút cùi thì quên ngủ than này ya là mồ ni ya là mồ than phát chào này tân na chào thì tân na bảo tân na đi ya đi muốn đâu bố gì biết cha ba lấy rồi nấy kiếp này nấy phải không ấy giờ đi tân na phát chào biết được này mà đi luôn mà đi ông ba lâu mà lấy cúp vô đây miếng soi bây giờ khoe đấy mấy cái gì ba chuyện đấy à nó xin lỗi, sau đó vừa tóm gọn lại cái bài pháp là thứ nhất là chúng ta phải biết được gánh nặng đây chính là cái việc chúng ta chấp thụ ngũ uẩn, và nguyên nhân của gánh nặng này chính là cái việc tham ái. Và tại sao lại có cái sự tham ái này? Tại vì chúng ta có cái vô minh, chúng ta không thấy được sự thật. Thì
làm sao để gỡ bỏ gánh nặng, làm sao để chứng được niết bàn, làm sao để dịp sạc được vô minh, thì chúng ta phải thực hành con đường quán chánh đạo với định tuệ. Hay chưa rồi, hola. Mandi yang making si panen doa mesuhi, kubiar deh. Tila making, temari making, pinya making, ke baca deh, no. Baca mesuhi, kubur mau tu, karet tempe menisen deh, no. Nampol, kubur. Kau ni mah amir, nahi wan itu je, mah miro, no. Ayo, kubur mau tu, balau mesuhi, seni ni niakat. Seni ni niakat, mesuhi ya busy, hala. Di bawah opsi si, thaulah pelajar zaman bujang mo. ครูอ่ะเราพยายามจะเอาหลุมหลุมแล้วบ่สู้ป่วยไอ้เจ้าสิ่งนี้เนี่ยกะแม้กะพี่เราบ่าเราเอาไปกูถ้าว่าไปกูถ้าไปกูเผ่าเมียงทาเนาะเผ่าเมียงทาญาติวาลีชาทาเนาะญาติวาลีชาได้กระทั่งกูชื่อชูเนาะเผ่าเมียงทาบ่ารู้สู้ชื่อกูเจอได้คณะกูเนี่ยไกลกุยไกลนี่นาเด้อญามญามเจซาญามเจซาให้บ่ารู้มาเนาะแต่ตมารีเมียตมารีเมียให้อ่ำมาเมียนายไอ้เจ้า Thì Ngài sẽ hướng dẫn lại cái con đường tu tập bát chánh đạo với định tuệ cho chúng ta thêm một lần nữa. Nếu chúng ta nghe lặp đi lặp lại nhiều lần thì chúng ta sẽ thuần thục và chúng ta sẽ nhớ về cái con đường tu tập. Thì trước tiên chúng ta phải lựa chọn một cái nơi phù hợp với tôi yên tĩnh để mà chúng ta hành thiền. Có thể là cái chánh điện chẳng hạn, nhưng mà chánh điện ở đây thì có vẻ là hơi ồn ào. Và sau khi mà lựa chọn được cái nơi yên tĩnh phù hợp cho việc hành thiền, rồi chúng ta ngồi xếp bằng, giữ lưng thẳng. Nếu như chúng ta không giữ lưng thẳng thì lúc đó cái trí tuệ của chúng ta nó sẽ không sanh khởi, vì lúc đó những cái cảm thọ nó phát triển, nó phát khởi lên và chúng ta lại để ý vào cảm thọ. Sau đó là phải nhắm mắt lại và hướng tâm vào cái đề mục thiền, hơi thở, hơi thở vào, hơi thở ra thì biết nó. Hari tu tuan kata jalu sih, hola. Naik wajah naik law, ayat China de, hola. Mulai tu lihat di bawah tu awal tu ye, si mandi yang cuda me, tu mandi yang cuda me. Now ayat China ye, naik wajah naik tu sahle tu mandi yang cuda me. Now nyi do, nyi do. Aichi ma, hola. Kena biar ni apa biar gelu me, migurang li lulu, tengdai li lulu, nyita ta li lulu, pora de. Ayong boleh, hari tu tuan me yau li ne, tu mulai tu lulu me awam tu. Sau khi mà chúng ta làm được như vậy rồi thì chúng ta duy trì liên tục cái chánh niệm của chúng ta lên hơi thở được nửa tiếng hoặc là một tiếng, và khi mà nó an trú, nó không có phóng tâm đi đâu nữa, chúng ta sẽ chuyển vào giai đoạn tiếp theo, biết hơi thở dài, hơi thở ngắn. Đó, sau khi biết hơi thở dài, hơi thở ngắn liên tục được nửa tiếng, một tiếng, chúng ta cảm thấy thoải mái rồi, chúng ta bước tiếp theo nữa là toàn thân hơi thở, và bước tiếp theo nữa là làm sao cho an tịnh hơi thở. Và khi qua cái bước an tịnh hơi thở này thì lúc này có những cái sẽ có cái hiện tượng là nibbata nó xuất hiện, những cái định tướng nó xuất hiện, chẳng hạn như là cái tướng nó giống như là ánh sáng khói xám mờ và giống như bay, và tiếp theo là sáng hơn và sáng hơn nữa. Nhưng mà cái việc của chúng ta là không có để ý tới cái nibbata này và cứ tiếp tục cứ tập trung vào hơi thở thôi, không có để tâm đi đâu hết. Chỉ quay lùi về cúp ba miếng ở trong đây là gì nữa bây giờ qua cúy cúp cho ni apa juga lu ber, mana ni aku nak dayu, hala, ku punya ingin lah, na, cukup ni masih ni day, dari ni masih tu tin lah, ajaran tu pun ni yang wah hala, ku biro pun lah lagi, pun biro cida lah lagi, tu pun ni ajaran mana pi do doa lagi, na, ajaran jangan lu lidi ni masih ni masih di lidi tu, na, simpi doa, na, hari tu cuda. Một khi đi động khi mà được chùi rửa sạch sẽ, khi mà được đánh bóng thì nó sẽ sáng rực rỡ, hoặc là như là một cái cặp kính mà khi mà cái kính nó phù hợp thì khi mà chúng ta đeo vào thì sẽ nhìn thấy được vật thể, tương tự như vậy. Nếu như mà chúng ta chọn đề mục phù hợp và chúng ta giữ chánh niệm phù hợp, cái tâm của chúng ta đúng đắn thì chúng ta sẽ thấy được những cái định tướng, và từ lúc bắt đầu xuất hiện định tướng, khi mà chúng ta cứ tiếp tục thực hành theo cái hệ thống như vậy thì cái định tướng của chúng ta nó sẽ sáng rực rỡ lên, và từ từ cái hơi thở của chúng ta và cái định tướng nó sẽ hòa lại thành một. Ai đi lô lô đó, tâm ai đi đó, bây cứ giả tha đi. Tâm ai chỉ để bồ cú á, mà miền nào, nó mà miền là. Mà lúc này thì định của chúng ta nó đã
vững chãi rồi. Và Đức Phật dạy là cái người có định, là cái người mà thích nhìn thấy được bản chất của sự thật. Mà miễn là cái khác rồi, hoặc là khuôn nào biểu hiện đến thì hay bà đó, ô, thà cái mà đến đây là đi làm mà nó, dù đi nani quê đó mà, ai chả nói ô, bà má mẹ xem mà chui rồi đi làm mà. Mà khi mà chúng ta có định rồi thì chúng ta sẽ thấy là à, những cái mà hồi xưa chúng ta nghĩ nó là đẹp đẽ thì bây giờ chúng ta đã nhìn ra được là à, cái này không có đẹp đẽ, này chỉ là danh sắc thôi và không có chính mắt, là không có ham thích nó. Cú cú đây mình đi đâu bảo hữu mà bị hoài nữa là cái máy đi này cái gai đi luôn bọn nó thao đó bị anh đi bị đồ biếu là bọn nó cái xin bà đó anh đã áp chế bọn nó xin đi mấy anh đó cha đi đi phá bia đi đấy biếu mà yếu mu nó biếu đấy còn giàn nuôi cái giàu cha lên lên đi đây mà giàn nuôi mình giàn lên giàn nuôi biếu đấy luôn. Trước đây thì chúng ta chưa biết được cái thực tại ở bên trong của chúng ta, nên là chúng ta có những cái quan kiến sai lầm. Thì biết đúng rồi thì nó sẽ khác. Ngài đưa ra một cái ví dụ là giống như là một cặp vợ chồng, khi mà người vợ hoặc người chồng có người tới và nói là cái vợ hay là chồng của anh của chị á, bây giờ đang ngoại tình á, thì cái người mà tới nói là vợ chồng mình đang ngoại tình á, chính là cái kẻ thù của cặp vợ chồng đó. Đó là phổ biến đi là cô má mẹ mình là mấy ông lý đó còn dàn nữa vậy, hả là? Mà quả thật là nếu như mà chúng ta chưa thấy thì cái người mà tới nói vợ chồng chúng ta ngoại tình đó chính là kẻ thù chúng ta. Ê, cô đang đi miền miền rồi ai lưu mà bao nhiêu đó, hả là? Mong cha trên này thì đi bố là rồi, để chuyên bông là rồi, đúng không? À, khi mà thật sự là chúng ta biết được là bà vợ hoặc là người vợ hoặc người chồng của chúng ta ngoại tình rồi, thì thật sự là lúc đó trở đi thì chúng ta không còn có tình cảm đối với người đó nữa. Đó chỉ là cái đi yêu nào này là đi đại mà, nó khi bị đối biện này là tập hồi biểu này hả là cô gái mà đối với là khuôn biểu này, à thì cái chuyện gì à gì, à là phi lấy thằng luôn là tiền đấy rồi, thế mà xin bồi dưỡng là, bảo bồi dưỡng thì sau này là cô đào nhị lục biểu này là yêu như mai yêu là cô gái mà miêu nhào thì đi xem cái gì này nữa. Ê nhà này miền là bị đại gia mà miền vụt cái đó phải xí đấy, à cái nít đấy xem xí luôn tít vào đấy khá chắc na hu, và cô ta mới ở cái đi miền này phổ biến mông vào đấy luôn, thì khán giả mới ăn nó, xong luôn chén luôn. Khi mà chúng ta nhìn được danh sắc, nhìn được cái bản chất bất tịnh của cái cơ thể này, nó là một cái khối hôi hám, nó là một cái khối bất tịnh, nó không có cái lý do gì để mà chúng ta dính mắc nữa, chúng ta rất là nhầm lẫn với nó mà. Chúng ta nhìn thấy được bản chất thực sự của chúng ta và chúng ta thấy được là nó là vô thường, nó là bất tịnh. Và giống như cái ví dụ vừa rồi, khi mà chúng ta biết được là người vợ hoặc là người chồng của chúng ta ngoại tình rồi, thì chúng ta không còn muốn gần họ nữa, không còn muốn bên cạnh họ nữa. Thì tương tự như khi mà chúng ta nhìn ra được bản chất của các cái pháp rồi, thì chúng ta rất là nhầm gớm, chúng ta ghét bỏ cái ngũ quẩn này. Cú biểu đấy hả là u và ma lù bỏ na u và ma lù bà cú đam nhã thì ni mi ya hả là à thì luôn đi đấy rồi cú mi nói đam nhã này bao mà nhí ngui biểu ni rồi nào bây giờ vào nó lúc này thì đi bỏ là được luôn vậy thì khi nào cú yếp chỉ biểu biết ni rồi bỏ đi mi nào rồi nhí ngui rồi nó mấy ai chen nó lúc này thì đi bỏ là tao biểu chen à đó. Khi mà cái quay lại ví dụ, khi mà thấy người vợ người chồng và như vậy thì bắt đầu là chúng ta cảm thấy là chán, không có cái ý muốn gần gũi họ nữa và chúng ta muốn tránh xa họ. Thì tương tự như vậy, khi mà thấy được cái danh sắc lúc nào nó cũng sanh diệt thì chúng ta cảm thấy là chán cái danh sắc này, chán cái ngũ quẩn này, và từ đó chúng ta có được cái ước muốn là chúng ta thoát khỏi nó. Ê cô biểu chị nào khôn nào biểu lưu tâm đi đi thu đông hoặc là liên gì đi à cao anh đã biết này bạn chú đi đến xe mà mình đi đi hoặc là tinh thần tinh thần video yếu đi nào đi vậy tinh thần phi video biến nhiệt độ đi chi video nơi xa hay là phía trên phía trên miếng mà biến nơi xa liền thâu cá hay là cái gì khác khai mà biến nơi đó mình tin nơi đó đã làm cái gì luôn nada ở đây luôn nơi xa thâu cá hoặc miếu xin nhỉ nó khi mà đã có định rồi thì chúng ta tiếp tục là chúng ta hành qua tứ đại, chúng ta tiếp tục là chúng ta thấy là được phân tích được danh sắc, và sau đó thì chúng ta thấy được danh sắc sanh diệt liên tục. Và từ đó là thấy ra được cái bản chất vô thường, không có thường nặng, khổ và vô ngã, không có một
cá thể nào, không có một cái cốt lõi nào ở trong cái bản chất của cái danh sách này, mà chúng ta liên tục quan sát qua rất là nhiều phương tiện khác nhau. Ari lu hola xin nhiên bi đô mà đi biết đi miền mê hola biết đi miền ari đô a nhà ni hola nào bà đô nếp bình đa nhà ni nhìn nguy nó nào mô thịnh nguy đa nhà lưu chân nè dây đi bò nào bà đô đi tình nga nhà sạc sạc chú ý chú nè chú ý nè bà đô cú lưu chân nè nếp bà hông yào mà ai gia mà khá nà vô chà hola lưu xuôi nó thì khá nà vô thân nè yào mà về thì chá mô mình bí đô khu biểu đề hola quên lao sụt cơ bao lao bài nó im đam mà xin để nó xin để tôi cháu để đi khán à u thân nè thân nè làm u tiền làm u tiền làm làm u thân nè làm u thân nào mà cũng như thế mà nó ai giờ đó ba chồng lại tụi đi thân nào cháu thân nào ba chồng là mắm mà tiêu được đào u xui lan nè nó xui lan nè thân nào cháu ai giờ đó mắm tiêu cháu mấy cái chip anh ấy tua mẹ ba rồi lại đi xin đi đánh tua luôn chứ mi đâu khán à u cha bị ra phim mấy sự việc ok đây anh đây nhau. Khi mà chúng ta liên tục chúng ta quán xét như vậy rồi thì chúng ta sẽ nhận ra được cái lỗi lầm đó. Và chúng ta cảm thấy nhàm chán đối với danh sách, đối với ngũ uẩn, và chúng ta sẽ có được cái tâm là muốn thoát khỏi cái ngũ uẩn này, và từ từng giai đoạn thì chúng ta sẽ tiến tới niết bàn giải thoát. Và cái ngũ uẩn này nó là cái cực kỳ là nặng nề, nó cực kỳ là đau khổ, nó là rất là bức bách, mà chúng ta phải mang nó trên mình. Và chúng ta tìm ra được cái nguyên nhân của nó chính là tham ái. Và cái ngũ uẩn này không phải là chúng ta chỉ có mang trên mình một lần hai lần, mà hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, hàng kiếp sống chúng ta phải mang nó lên rất là nặng nề. Bởi vì chính vì cái tham ái nó mới đem lại cái ngũ uẩn này. Và để làm sao diệt sạch được tham ái thì chúng ta đi trên cái con đường bát chánh đạo. Và sau đó cái bài pháp tới đây là chắc là cũng đã tương đối đủ đầy đủ rồi. ဒုသန္တာရာဒုပဝေတိနေကုမြောက်ဘုရားခေယံစွာတိတန္တရာတိဥဒ္ဓမုဒ္ဒရာကြီးတဲ့၌သူရပါဒပဋ္ဌံတိနာလူကြီးတိုင်းတိတိနတ်တို့ပြိတာပဲကြီးနဲ့သူဝါဝိထအားတော့ဒါနာပိဇံဒါနာတိဥဒ္ဓမျိုးတွေကိုတိလာပိဇံတိလာတိဥဒ္ဓမျိုးတွေကိုဘာဝနာပိဇံဘာဝနာတိဥဒ္ဓမျိုးတွေကိုတော့ပြတော်အောင်ကျေပေးကံဆက်ပြကြကုန်ပြီးအန္တေဆုံးဘဝနောက်ကာလ၌အိုင်မတန် Dạ thưa sư, sư hỏi ngài là bây giờ tôi có thể đọc một số câu hỏi trình pháp không? Dạ đâu, ở khu tại gia sau lô gia là gia bị là gì à? Dạ câu hỏi số 1. Kính bạch ngài thiền sư, câu hỏi nhỏ số 1 cho con hỏi, khi đã tập trung hơi thở lâu, con chỉ cần nhận biết hơi thở ra vào mà không cần chú tâm ở điểm xúc chạm đúng không ạ? Câu hỏi nhỏ thứ hai, con ngồi khoảng 5 đến 10 phút thì hơi thở trở nên rất nhẹ. Lúc ấy con chỉ cần nhận biết hơi thở dài và ngắn thôi. Đến khi nào ngồi được lâu 1 đến 2 tiếng thì mới bắt đầu cảm nhận được toàn thân hơi thở đúng không ạ? Hay phải ngồi lâu hơn nữa? Dạ. Đó là cái câu hỏi có khoanh một nhỏ đó hả? Dạ đúng rồi ạ. Dạ. Sara Pavia thì Patama Yogi Boko Tây Giao Cà tu tu yo yo bé lệ a dòng ti đẹp thì thi mu tu mà ti lo ya là sao đâu bé đi cả lệ a dòng lệ ti ti nè bi ra bà bé thì vô lệ thôi lệ thiên sa đây nè a li mà đi ti nè bi ra ngày vậy là đối với trường hợp mà khi mà cái hơi thở vào hơi thở ra nó rõ ràng tại chỗ nào thì biết cái hơi thở chỗ đó là được đầy đủ rồi, đó là câu thứ nhất. Lutiya Mekho
tu tại gia thái đây chỉ mà bị nam lý sẽ mình là tuyên mà thì bố bố ba ba gia là đẹp nhá vì khán sa mu bây giờ tu sẽ lâu ngày xuyên đi tận na gì nè na gì ở tuyên mà thì sẽ đến lên tổ đến lên tu đi ông chú sa mà là sao chú già rồi đã là gì gì đã vậy cả con là cả con này chỉ một chút này nó เออคราวนี้เตียบောက်ตัวก้าวน่ะบาเออตั้งภิโรเสร็จถ่ายหรือก้าวได้ข่าวเสร็จภิโรถ่ายอ่ะนะอ๋อบามาจองจองเสียมาโลกุล่ะสรแล้วเปียเปียอ๋ออะคูตูเสร็จแล้วล่ะสรแล้วเปียตูวินเลยถั่วเลยเปียดิเชร์ได้เลยโตได้เลยไม่ชู้กูล่ะสรแล้วเปียอืมอะแล้วตะเกลูดูอะไรป้อๆบาบาเนี่ยส่วนดาหม่ำเลยเลยเออป้อบาเนี่ยสรแล้วเสร็จภิโรชู้ดาหรือเนาะ Thì cô này nói là khi mà cảm thấy cái việc thực hành của mình nó thuận lợi, cảm thấy nó nhẹ nhàng rồi thì chưa nên thay đổi, cứ tiếp tục thực hành gì ạ? Cứ tiếp tục thực hành đối với hơi thở vào và hơi thở ra. Dạ, con đọc tiếp câu hỏi. Từ giấy khoanh tròn số 2, câu hỏi một nhỏ. Kính thưa thiền sư, nhiều lần hình ảnh của người thân đã mất một năm của con hiện lên trong tâm trí trong lúc con nằm mơ và khi tỉnh dậy. Xin Ngài hướng dẫn con cách vượt qua sự thương nhớ này. Câu số 2 nhỏ. Kính thưa Ngài, việc chủ động chịu cảm giác tê nhất khi hành thiền có phải là một cách để trả nghiệp bất thiện trong quá khứ hay không? Câu 3 nhỏ. Kính thưa Ngài, khi ghi nhận sự dài và sự dài ngắn hay nhanh chậm của hơi thở, đôi khi con có sự nghi hoặc đây là hơi thở dài hay ngắn. Có trường hợp nào hơi thở vào và hơi thở ra không cùng dài hoặc không cùng ngắn hay không? Lúc phát sinh sự nghi ngờ ấy, con nên làm thế nào? Dạ. Sao rồi bà bia? Thì hú, đu thị gia dù bị bốc cầu tại giao và tu luôn cái đề tài mít lâu. Tu mít ta su đề mà thì tại giao quê luôn toa bà bia. Thì tất cả thật lê tu ấy mẹ thế là gì mà rồi tu đi 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 bốc cô vậy bông bồ là vậy đấy vậy ấy là cháu đi em nhớ ra tu xích thế mà đi đi bông bồ là vậy đấy vậy bây giờ nín ấy đi xích đi 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 xích ở phía chỗ luôn mà lấy sao đó vậy ဒါဆွဲလန်းမှုပါเนาะဆွဲလန်းတော့ဒီလိုပါပဲအဥပါဒံဆွဲလန်းမှုလေအဲ့ကျတော့ကိုကသူ့ပေါ်မှာဟိုဘောတန်ဟိုရှင်လို့ချစ်လို့ဆွဲလန်းနေတယ်ဆိုရင်အဲကိုကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုသူ့ကိုမျှပေးပေါ့เนาะတရားရှိတာပဲဒါမှသူရတဲ့နေရာရမယ်မျှရတဲ့ရတဲ့နေရာကြာလို့ရှင်ဒါသူရတဲ့ရတဲ့လူရှင်ရပြီးတော့သူကျွတ်တန်းဝင်ပြီးတော့သူ့ဘဝချမ်းချမ်းသာသာနေရမှာပဲเนาะအဲကို
chín cú bé cú lò mà mày nó thì ai đi ăn mía xào bây giờ mía để bỏ đi hả là cú chín đi hả là đu ma mù cú ma mù phía đâu uya này thì ai đi làm vậy đi để đu đi học thêm mà học cú hả là thì lúc đi là đi miêu chín này đu lấy đi ra về cú lấy đi ra về nó bây giờ đó đại yêu thôi là nên một chiều đu bỏ mà cú biểu đấy nên để đi đấy rồi đu chân này là do cú biểu cú đu lưu nhà bì nó ngày nói cái việc mà mình gặp phải cái trường hợp mà thương nhớ người thân này là trời tại do là mình dính mắt mình chấp đối với người thân này, người thân yêu của mình, họ hàng của mình, và cái cách duy nhất để mà làm đó chính là cái việc là mình chi phước đối với họ, mình hồi hướng cho họ để mà họ những cái phước báo mà họ có thể nhận được thì họ sẽ nhận được, và nếu như mà nó phù hợp thì họ sẽ tái sanh vào được những cái cảnh giới tốt đẹp, họ sẽ được sanh vào nhàn cảnh. Và khi mà mình không có cái cách nào khác ngoài cách này hết, và nếu như mà mình
cứ giữ cái sự chấp thủ, giữ cái sự dính mắc này này thì nó sẽ làm cho tâm của mình nó bị bức bối, nó bị khó chịu bức bách. Và cái việc mà người thân chết đi á, thì không phải là chỉ có riêng họ chết đi mà ai cũng phải chết đi. Ngay cả chính bản thân của chúng ta cũng một ngày chúng ta cũng phải chết đi. Nên là cái việc mà họ mất, họ qua đời thì rất là bình thường. Vậy nên là việc của mình là không nên thương nhớ, nghĩ quá nhiều về việc đó nữa, mà hãy chi phước hồi hướng với họ. Yes, so phaya di wa udakha ni ma li di du ngu bi lo la yes so phaya be be mi twa wa lou bi ngu ni da do ne so lo de ne di mi a twa ne cha ga paw myei yi di tamudra li sin ne ma ga au ho la ku le ha la be a twa win ne ni u ma de lu be twi lai chung lai kwe lai ho la ku ne twi de niya ma ku a ne ku be naung da di mi ya au ho la pi le au ku ni thain twa cha pu yi chi da be de lu be be တိမျိုးသူတို့တည်ရတာပဲ။အိုရမယ်၊နာရမယ်၊တည်ရမယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအပိဏတုံမှာအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းခိုင်းတာနော်။ဒီနေ့အိုရအောင်မယ်၊အိုခြင်းကိုမလွန်မြောက်နိုင်ဘူး၊နာရအောင်မယ်၊နာခြင်းမလွန်မြောက်နိုင်ဘူး၊တည်ရအောင်မယ်၊တည်ခြင်းမလွန်မြောက်နိုင်ဘူး။အမြဲနှလုံးသွင်းခိုင်းတာနော်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းထားတယ်။အဲ့ကြတော့အခုပြောချင်တာကအဲကိုလဲဟာလာတိမျိုးတွေ၊သူလဲဟာလာအဲဒီလိုတည်ရဲ့ဘောင်းနေလဲများလာနော်။များလိုက်ကိုတန်ဝေကယူပါမယ်။အိုတည်ကဘောင်းများလိုက်။အဲ့ကြတော့ငါဒီဘဝဟာလာဒီအပူတွေကဒါမျိုးတွေဟာလာဖပန်တတမသိအောင်တရားနဲ့ဖြည့်မယ်တရားအထုတ်မယ်ဆိုရဲတရားကိုပဲလက်ကင်ထားမှာပဲဒီအပူတွေကလည်းတွေ့ကြရမှာပဲဒါကြီးကိုဟာလာငါမှမဟုတ်ဘူးအဲဖြည့်ရမှာငါအကုန်လုံးဟာလာဒီလိုတွေ့နေကြရတာပဲအဲကြတော့ဒီတရားမလွတ်မြောက်နိုင်ရင်တည်းယူတော့ဒီတိုင်းသွားကြအောင်ဟာကြလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားအဲလူရာဝိယူလာကောင်းကဲဝိယူဘောဘာဝိသကာဒီမှာပေါ်ကိုယောဂ ái ကိုပါmất đi mà bạn đến gặp Đức Phật thì Đức Phật nói là nước mắt mà đổ ra vì mà có những cái người thân yêu mất đi này này nó nhiều hơn nước của bốn đại dương. Và cái vòng luân hồi này nó cứ vậy, tới gặp rồi lại chia tay, gặp rồi lại chia tay. Và bởi vậy nên là Đức Phật cái bài pháp Đức Phật khuyên là chúng ta nên thường xuyên quán xét về già bệnh chết, là mình chắc chắn là phải già, mình chắc chắn phải bệnh, mình chắc chắn là phải chết. Và làm sao để mà chúng ta thêm một lần nữa, thêm chúng ta không có chịu những cái đau khổ này thì chúng ta phải hành pháp. Chúng ta phải thoát ra được khỏi cái việc mà chúng ta phải sanh tử luân hồi để mà gặp phải những cái cảnh đau thương này. Mà cái việc mà người thân mất đi hoặc là chúng ta mất đi, nó không phải là chỉ có chúng ta mà ai cũng vậy. Con người nào cũng phải như thế. Nên là cứ làm sao để mà tìm ra được cái lối thoát, thực hành pháp để mà thoát khỏi đó. Sao đâu đu nó mê khuôn thật khu cao thì tại gia thải đi ở chị mà đi chính là đi cách khế mũ cô tích khăn đà gà đi Akutokan phì sinh đến đi là sao đâu phải không? Yeah. Vì tại gia thái thì anh chị mà thì cái khê đấy chín na đấy thì cô khăn đa thì lo cô ti khan bây giờ tại gia thái ông mày rồi thì lo lâu này đã cả thì akuto cam ye phi sinh thì chỗ bé ông cô lâu này là cả chín na အဲဒီလိုကျူးစားရတာပဲလေတိလဓမာရီပညာနာခန္ဒီကာရကဗရာနာတယ်ဟဲ့လားတိလဓမာရီချီဖို့ဆိုခန္ဒီတိခံပြီးကျူးစားရတာပဲနော်အဲအဲဒီအနာရာရီကျင်နာရီဒီလိုပဲသွားကြရတာအဲကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကုသိုလ်ဖြစ်တာပါပဲဒီကဒီအတွက်ရဖို့လုပ်တာပါဆရာတပိတော့ပြောချင်တာကဒီကိုက်ခဲဒီဝေဒနာမကောင်းတဲ့ဝေဒနာလာတယ်ကိုခံစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအကုသိုလ်ကံရဲ့နေအောင်ကိုချင်းနေတာဆရာဗျာအဲဝေဒနာတော့အဲဒါပေမဲ့လို့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ तू ကဘာလို့ဒီလိုနာတဲ့ဟာကို तू ကခံစားလိုက်ရင်လဲအမှားတော့နာရတိနေခံစားလိုက်တာပဲလေဒါမလို့ကိုကဥတီချက်ပေါ်မူတည်တာပေါ့နော်ဒီဝေဒနာလဲခဏတစ်ဖြုတ်တည်ငါလေးတွေဖြစ်တာဆိုတော့လေအဲပြောလို့တော့မရဘူးပါကိုကစိတ်ထဲကဒေါသဖြစ်သွားရင်တော့စိတ်ကလည်းအဲ
thì lấy phiếu để chơi đi cái đi bao nhiêu mà giờ phiếu thì rồi này chỗ luôn mà nhau đi tu bao nhiêu đi đâu tu cái để thao là đi bao mà đồ ra phiếu toàn là tu nó ác cũng phiếu toàn mà mày tham mà không phụ cũng làm rồi đấy tích khăn này này anh ấy bảo nó thì là tham đi cái nhà nhà bố khăn đi thua là bán nào về nó cái tích khăn bị đồ ngã chú đam mà tu được gì đó cái à là cũng tu phiếu mà nó à luôn một cái này để thay này đồ ra phiếu toàn nó rồi tu vào ác cũng tu phiếu toàn mà lúc ấy xong phiếu mà xem cái này khăn nào đi tu phiếu rồi đấy. Ngài trả lời cho câu hỏi này là cái này cũng rất là khó để mà xác định được, tại vì khi mà mình hành thiền mà khi mà có cái cơn đau nhất á, thì tùy vào cái thắc ý của mình, nếu như mà mình đau quá mình cảm thấy tâm mình nó bức bách, mình khó chịu, mình sân lên á, thì đó là bất thiện. Còn nếu như mà chúng ta cảm nhận được, chúng ta nghĩ là chúng ta biết được là đối với cái con đường thực hành giới định tuệ này thì cái việc chúng ta cảm nhận đó chính là cái kim chỉ nam để mà chúng ta vun bồi à, thì đó là thiện. Chúng ta cũng tùy vào cái phản ứng của chúng ta, tại vì tâm thì một trong một chớp mắt thôi thì có hàng triệu cái tiến trình tâm nó sanh diệt, nên là cũng rất là khó nói để nó là thiện hay là bất thiện, là tốt hay là không tốt. Biểu diễn nào đó luôn bộ nó cú ác cú đồ phim mặc hàng này bộ bây bây giờ đồ ác cú đồ phim mặc hàng này cú ác cú đồ gia đình nó lâu thay đấy bây giờ đồ thế nên biến lại bộ nó à lâu gì nào lại thế lúc alo bộ phụ tôn lao dùng ở đồ nào đó bài nó ní ai biểu làm mà nào mà chịu được mai về bây giờ đồ nào đó để tại vì mà lúc ô phía sau để tôi có những tiền lương đó là thì lúc về chụp phim cái giá là về lúc cú xây cú thì về cú ao biến chụp lại nó tôi à thì về mày giao đồ nó alo lấy chụp phim ra thế cái lúc nào biểu lúc đến nào lúc thì nó đổ ra phía ông mình này bộ có ác dục phía ông mình này biểu mình lại quá ngài lại chỉ dẫn thêm là cái việc mà mình thực hành thiền này là chúng ta đang thực hành các cái thiền pháp, vậy nên là nếu mà chúng ta hành thiền mà nó đau nhức quá mà chúng ta cứ tiếp tục cảm nhận mà chúng ta chịu đựng thì nó rất là dễ sanh khởi cái tâm sân. Nếu như mà chúng ta thấy được là chúng ta không chịu được, chúng ta sân nó sân khởi rồi thì chúng ta không nên chịu được nữa, mà chúng ta có thể thay đổi tư thế. Tại vì Đức Phật dạy là cái cơ thể này mà nó ai mà nói cái cơ thể này nó không đau nhất thì người đó là kẻ ngu, nên là cái việc mà nó đau nó là rất là bình thường. Nhưng mà mình phải khéo tác ý, mình nghĩ là cái con đường này là cái con đường mà của chư Phật và các cái vị thánh nhân đã đi qua, nên là mình hãy tinh tấn mình thực hành. Khi nào mà cảm thấy khó chịu quá thì nên thay đổi, vì cơ thể nó chỉ chịu đựng được một cái giới hạn nhất định thôi. Thì tu mê khung đấy thì nó mê khung cả đi yogi buko thì chê đây lê tổ đây lê tu ai dùng biểu đề ác hà mà ta khai ta lê tu dùng mà tân ta ya phi bà đề ra thì gà xe mà là tổ mà là sao đâu ta khai ta lê thì xe win đề lê là xe thuê lê lê là tổ là phi này là sao đâu bây giờ thì tân ta ya phi đề ác hà mà bê lô ní xe nít nè ဖြစ်ရှင်နိုင်မှာလဲဆရာဘုရားအဲ့ဘာအခုအဲ့ကြောင့်မို့ရှိတဲ့ဒုရတိအောင်ကြိုးစားပြောတာပါတချို့ချို့ပြောပြီးလေမနေရတော့ဟိုဝိတ္တတိမဲ့မစင်ကြီးတွေတို့မွေတို့ဆိုတာပါတော့ချူလာလဲနှီးနေတော့ရှိနေတယ်လို့ထင်ရတာတော့တာရှိပေါ့နော်ဘုပရမတ္ထအဲ့လိုရုပ်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပါနော်ဒါပညာဝင်လို့အဲ့ဒီတော့ခွေးတို့နော်ရုံတို့ကြတဲ့သူကရှုကွက်ရှုကွက်နဲ့နေညံနေလေအဲ့ဒါရှိတာလဲဖ
nhìn đồ mà đi, họ đi lì lì xin đi về là đi nè bị đau, đủ cái là mà luôn, nhá. Thì giống như ngày hôm qua ngày có giảng về cái trong cái ví dụ ở trong Kinh Tịnh Đạo thì ngài nói là đối với con rắn hoặc là đối với con voi á, thì cái hơi thở của nó rất là dài, rất là dễ nhận biết. Đối với con thỏ hoặc là con chó thì hơi thở nó rất là nhanh. Thì có thể là cái việc mà hơi thở dài ngắn nó không có nó ổn định ấy, thì nó có thể xảy ra, nhưng mà mình không có nên phân tích, không có nên đặt câu hỏi quá nhiều vào những cái vấn đề này. Chỉ cần biết là hơi thở dài hay ngắn vậy là được rồi.
Tôi cũng rồi chỉ đi thả mà nó qua coi lịch thăm nhau thả, nó như nào đi đây đã lưu bộ bên này, chú cha như nào im mồm thả, ai quên lý ác chiêu chỉ được bên này làm rồi, nó, ai được chú cha lấy xin người này ngay thả cả cho, phải lý ác chiêu chỉ được bên này ngay rồi, nó ai giờ đó, qua cụ đây lịch thả, nó, ai quên mà, còn ai đi quên lý thôi mình nhím nhau thì thì ngài nói khi mà chúng ta ngồi thì cũng phải để ý nếu mà trường hợp mà chúng ta ngồi mà chúng ta ngồi thẳng lưng nhưng mà cái đầu của chúng ta ngửa ra phía sau chút xíu thì lúc mà chúng ta hít vào mà nếu như cái hơi thở hít vào đó là hơi thở dài thì chúng ta rất là dễ bật ngửa ra sau. Nếu như mà chúng ta cúi đầu xuống á thì chúng ta nếu mà chúng ta hít vào cái hơi thở mà sâu á thì chúng ta dễ bị gục đầu xuống dưới, nên là làm sao cho hơi thở vào và hơi thở ra nó quân bình á thì chúng ta phải ngồi cho thật là thẳng, đầu với thân của chúng ta phải thẳng. Xong cái phần hai rồi đó anh. Dạ con xin đọc câu. Câu số 10, cái tờ số 10. Dạ, tại con đang sắp xếp thứ tự. Đại kính bạch thiền sư, con đã thực hành thiền liên tục hàng ngày được khoảng 3 năm nay. Hiện tại con có thể ngồi 3 giờ ở một tư thế. Thân không đau nhức, tâm thấy bình an. Tuy nhiên gần như cả thời thiền, con chỉ quan sát hơi thở vào ra và chỉ nhận biết toàn thân, toàn hơi thở dài. Không biết là con có đang điều khiển hơi thở hay không. Xin Ngài hướng dẫn cho con để làm sao quan sát đúng hơi thở tự nhiên và đặt tâm ở đâu để quan sát. Câu số 2 nhỏ, sau khóa thiền này, khi cần chúng con muốn trình pháp với Ngài thì bằng cách nào? Xin Ngài tri ân giảng giải. Sau đó, now, you'll be book called the yoga to the anabanatati to tongni dai dai to ato ke bare ya. Aku tu tongna ji dao shao di iriyabo mapyong gu tu thai lo ya de. Thì cô khăn đa mà cái khi mụ một siêu thì xây thêm mà bố ba đấy vì đó đã bên mẹ thì tất thái đế ca mà tất sáu lòng tu quên lê tư lê tí đề xe đế lê tư tí đề đã bên mẹ tu cô tâm minh đặc ca quên lệ thuyết lệ tu lâu này là tu mà ti bù vậy thì bà tham ma mấy khuôn cả thì ta bao qua đi lệ về lộ chú mà lệ sao vậy thì nào thi mu về mà xét về mà tha mà lệ sao vậy một số tòa cao này cao mình được lúc chưa đã chi tu tu quên lệ thuê lệ tì đẻ thì tớ sau lòng thái đẻ chứng khá mà tớ sau lòng quên lệ thuê lệ lệ tì đẻ tôi mà không thì xe đế lệ về tì đẻ vậy à tại vì đó đã về đi tôi tẹn mù mà xì bù đã về xì đẻ ngồi ấy giờ đó của bộ thì quên lệ thuê lệ lưu hoặc là tì nì đẻ nài vết này chỉ nát đẻ xử lưu xin cú vô đẻ xì đù lì tòa nó chỉ đủ lấy tiền chi nát để thu xả lại xong rồi, nó xả lại xong vẫn dài xả vậy nó lì lì mà xong một chén lẻ vậy xong rồi xong mà nó đi bộ nó xong rồi chè lẻ rồi gì ai mà lại này thì lão sư dùng đông lão đấy nó thì lão sư dùng thì không biết hai một cái dùng đông lão bài ai chỉ đâu vẫn lì thôi lì thì vẫn xả lì bộ nó vẫn dài lì xả lì 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 mà xong một chén bà đó lẻ xong rồi xong vậy nó lưu đi mà đi đó lì xả lại xong đông ba luôn đi à chú già nó thì
Ngài nói khi mà đối với hành giả này, khi mà thực hành như vậy thì khi mà thực hành hơi thở vào hơi thở ra mà lúc này cảm thấy mình ổn rồi, cảm thấy hài lòng rồi thì chuyển qua cái giai đoạn hơi thở dài và hơi thở ngắn. Tức là ngài có dạy là nửa tiếng hay một tiếng gì đó thì bắt đầu là chuyển qua được. Và tương tự như vậy, khi mà quan sát hơi thở dài hơi thở ngắn mà được rồi, cảm thấy thỏa mãn rồi thì giai chuyển qua cái giai đoạn tiếp theo là nhận biết toàn thân hơi thở. Toàn thân hơi thở là tức là bắt đầu hơi thở vào và cho đến khi trước cái điểm kết thúc. Hơi thở vào đó là cái điểm bắt đầu, từ cái điểm hơi thở vào cho đến trước cái điểm kết thúc là giữa, và cái điểm mà nó dừng lại là cuối, đó là nhận biết toàn thân hơi thở. Thực ra là toàn thân hơi thở có thể nói là từ cái mũi là cái đầu đầu của hơi thở cho tới ngực là cái giữa và bụng là cuối cùng. Nhưng mà mình không có đi theo cái vòng di chuyển của hơi thở, mà chỉ mình chỉ dừng lại ở cái chỗ mà điểm quan sát để mình nhận biết hơi thở thôi. Sau đó tu mê khung cả tu bị lộn tu tết mu mà si lộn tu tâm minh tất cả thì lệ của ốc tu khai sinh đây là sao đó nè. Tu tết mu si lộn bị lộn biết chưa nè. Tu cô hà cô lệ ai dòng cô tu tâm minh tất cả khai sinh khai sinh tha là sao đó nè. Bộ tu tết lúc mua mình sử dụng ra cả, đi lưu lì nhảy như thế tu ra tu tết thà vậy lì, đi lưu tì này, đi chua đi ra cũng mất tì đó, nó, bây giờ cô áo bộ xe gạo, đi sân ari nhà này luôn đi, nó, bây giờ cô áo đi đi nhì nhì lì bộ, đi nhì lên mà nhiều lên này, nó, cái ý gì gì lì này luôn, nó, đúng cái cái cô áo lúc nào lúc chi này, đại gia đi vui đi ari luôn cái lại, thì bộ, tham ari à mày ăn này, nó, bây giờ tôi tu em nhớ đang quan thua này lì. Qua sang video chi tiêu chu dài, no? Sang video chi tiêu chu dài. Ta do đất để biểu hòa, no? So do I tavaro kuni dani bachin mammy bachin to mammy. Kuta dika lại đất để biểu hòa, hola. The dì mía để nào si mandi để tu mandi. No, vado. Di sale biểu chu dài. Ta do đất để luôn quam, no? Ngài nói là cái hành giả này là đang phát triển cái chức, đang tiến bộ trong cái việc thực hành thiền. Tại vì đối với người khác thì khi mà hành thiền thì không biết là hơi thở vào hơi thở ra, nhưng mà đối với hành giả này thì đã biết được là hơi thở vào hơi thở ra và hơi thở dài thật đi rất là tuần tự, và chỉ cần là làm theo các cái bước cho đúng rồi thôi là sẽ tiến bộ. Và lưu ý là không có mong muốn quá mức, hoặc là không vì mong muốn quá mức sẽ dẫn đến tinh tấn quá mức và lúc đó nó sẽ không có phát triển được định. Sao đó tu mê khu si đề và tu si đề này vậy thì ta bảo qua lê về lộ số lệ sao đó vậy thì sẽ có bề mà tha lệ sao đó vậy có sẽ sẽ cái đó hòa cho đây nhau sẽ rồi à cứ để đi ăn này sẽ có hội áo chèo đó anh cứ cho nhau áo chèo ai giờ sĩ ca đồ đồ thiên hạ khét sĩ về, nó ai giờ đồ bảo đồ 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 bao nhiêu đồ đồ cái gì ra đâu, sĩ nghe ông thấy như vậy, ai giờ cô đi đây này hay là đi này cắt thả ai, nó quên lấy thôi lấy thiên cha này đi này cắt thả, nó hồi lúc đó thì bên này sao đoán đi, nó sao đoán thì xem rồi do mai à do lại không, cô đã đi ăn thay, nó đi ăn thay, nó sĩ thiên hạ bộ sĩ thiên hạ phía phụ đi học cái khó đó à, thì thi anh đi lại đó à, đi học sinh, đi học đệ, đi học sinh, đi học đệ lại đó à, lại đó rồi, khu vết đau nhau rồi, ai lười béo rồi đuôi lăn rồi đấy cái gì, hàng ngày đi ăn thay nữa, cái gì cả, cái gì cũng không nhiều đấy, thay nào thì cái gì cả, tao không nhiều, anh lười xin nhiều. Nói tâm này giống con khỉ gì đó, nó nhảy hết nhảy chỗ này rồi nhảy chỗ khác, cũng là thực ra là mình giữ nó lại, mình kìm nó lại rất là khó. Và hành giả hướng cái tâm của mình, đặt cái tâm của mình tới cái chỗ nào mà khu vực mũi mà cảm thấy cái hơi thở nó rõ ràng, nó dễ nhận biết thì đặt tâm ở đó. Ngài còn nói thêm là nhiều khi là cái lúc mà mình ngồi thiền, cái thân của mình đang ngồi thiền, nhưng mà tự nhiên lúc đó có người bạn nó tới và rủ cái tâm mình, kéo cái tâm mình đi,
đi nhảy hết lên hết cái núi này rồi xuống cái núi nọ, hết hết núi này xuống núi nọ, và một lúc sau thì người bạn đi mất, thì lúc đó chỉ còn mình ở đó, mình ở đó, lúc đó mới hết hồn à, mình đang ngồi thiền mà, mới rồi quay lại ngồi thiền tiếp. Cú leo bò, cú tết đi bò nó, thì cha mẹ này là cái đi này tết đi này cả bì rồi thả nó, thì cái đó thua bì mà mày, thua bì mà tụi tôi hòa bò, thua yàng làm bò yàng lô cô tụi bò này nị gì nè, thì cái này tết đang đi à luôn nị cái đào bò hòa, bò này nị cái đào mày à, cú ai ngủ, tết đi nị này là nị cái mà xíu lì, tết đang đi à luôn bò này rồi, ai bò thì biết thua thua bì mà mày, ai rồi cú ai tin nhau tết đi cả thả, nè. Cô tỷ lệ cô ai cũng mấy nhiều cả thà bộ nó nari vai thu một thế nào cả nhà bộ adi này tỷ lệ này cả bì đó ao đi nó nói thì cái việc mà mình làm thì cái tâm của mình nó đi chỗ khác là cái chuyện rất là bình thường. Việc của mình là mình cái đề mục hành thiền của mình đó, mình xác định cái đề mục của hành thiền của mình, và lúc đó mình đã xác định được rồi là mình đặt cái sự chánh niệm, cái sự hay biết của mình ở chỗ đó và nhận biết hơi thở vào hơi thở ra. Và cái tâm á, nó là bản chất của nó là nó phải có bạn, và nguyên cả cái vòng luân hồi này nó đều có bạn, nó lúc nào nó cũng tìm bạn đi chung hết, nên là mình không thể nào mà cho nó riêng mình được. Bây giờ mình phải đặt cái tâm mình vô một cái đề mục nhất định mới nó mới chịu. สารอ่าเนี่ยเจอแล้วมันก็น่ะโหมหาบริญญาเสียเลยเยอะๆเสิกอ่ะโหคลีเนี่ยดูดิคลีอ่ะพ่อชื่ออ่ะไปตัวล่ะเนาะเอ้คลีเนี่ยหุบดิพ่อชื่ออ่ะไปตัวดูจิอ่ะเฮ้ยสุบาลงยังดีล่ะอะคือแล้วตติดิสิกก็เลยไอ้หลูเว้ยดูพ่อชื่อเนี่ยตัวล่ะกูจินเลยดิพ่อชื่อเนี่ยตัวนาวเนี่ยตติอ่ะทีไหนแต่ก็เปลี่ยนหยอดล่ะเนาะไอ้หลูเว้ยไอ้นี่ก็ตติป่ะเนาะกูว่าลงมาเนี่ยหลูถ้า Ngài còn nói thêm một cái ví dụ nữa của Ngài Maha Bodhi, Ngài của Miến Điện thì Ngài nói là ví dụ cái tâm này như là đứa nít vậy, thì khi mà đứa nít ham vui thì có tới người bạn rủ đi thì nó chạy theo liền, khi mà người lớn bắt đầu đánh hăng thì cái đứa nít này nó lại chạy về lại. Thì tương tự như vậy đối với cái tâm của mình nó cũng vậy, cái tâm của mình phải giữ được cái chánh niệm chứ không thôi là nó sẽ chạy ra đề mục khác. Thì nó cứ chạy theo đối tượng khác thôi, xong rồi nó gọi lại quay lại. Sau đó ta bảo qua quên lên thuyết lên về lộ chú lên sau đó kìa. Ta bảo qua quên lên thuyết lên về lộ chú lên kìa. Mà bà ว่าตัวตะบาวะตัวดิผิดเปลี่ยนเนี่ยโหบ่วนถั่วเนี่ยเลยกูอติอติไก่อยู่มั้ยเลยเออเนี่ยตัวเมมุ้ยกระเดถั่วเนี่ยตะติมะกะတော့ไม่ติดอยู่ไอ้ไก่อติกะตะติไก่อยู่เนาะ về cái câu hỏi để làm sao để nhận biết được cái hơi thở tự nhiên này, từ cái lúc mà người mẹ sanh ra mình đi đến lúc giờ thì hơi thở nó luôn có, nhưng mà chỉ là mình có đặt chánh niệm lên đó không thôi, mình chỉ cần để hơi thở nó tự nhiên và mình đặt chánh niệm lên đó thôi, mình không cần làm gì hết. อันนี้ว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องปกติอันนี้ไม่ใช่เรื่องปกติคุณเนี่ยเอาล่ะไม่ที่เรื่องปกติหรือว่าล่ะชีนิมนต์เนี่ยปกติหรือเนาะแต่ที่พอธรรมดาเรื่องปกติรูปแบบมารูปแบบนี้เราเริ่มมาบ้างธรรมดาเรื่องปกติปุ๊เนาะที่ปกติอ่ะอันนี้ไม่ใช่ที่ทุกระดับธรรมดาเรื่องปกติไอ้เจ้ากูว่าที่แท้ไม่เข้าตัวอันนี้ชูนี่มาไหมตัวดูตบ่าวว่าตัวดูวนทวนนี่มาไอ้เจ้ากูว่าตติมกะมีดาเว้ยชีไอ้เจ้าตติยี้จีเด Ngài còn giải thích thêm là chỉ có bảy cái loài người là không có hơi thở, người ở trong bụng mẹ hoặc là người ngạt nước hay là phạm thiên hay là vân vân, có bảy cái hạng người mà không có hơi thở thì mình không có nằm trong bảy cái hạng người này, mình chắc chắn là có cái hơi thở tự nhiên. Thì cái việc của mình là chỉ là đặt cái sự chánh niệm, cái sự hay biết vào thôi là được, cứ để cho nó cái hơi thở của nó một cách bình thường. Sau đó thì taya sakam bima akeyue thì yogi bokom nya sarone
tại giờ interview lâu mà rồi bị lỗ nên lâu mà lại sao đâu vậy hello vì tại giờ sách hàng đi mà ok vậy đặc mâm nhà sao đó nên tại giờ sau này rồi bị lỗ nên lỗ lâu mà lại sao đâu vậy hello là mama đi tại giờ sách hàng đi mà nào ngã kha mà thế là rồi xin xét về giao và đi đó phải là tao mà mình chơi chơi nào tại vì đó nên lại sao đâu xin bây giờ bộ một đi đại đi đi đâu phải là tao mà mình nhảy ngài nói tại vì ngài không có biết cái tiếng Việt Nam á là cũng tùy thuộc vô sư ngài nói là tùy thuộc vô sư có cái này chắc là để sau anh nếu vi nan tất cả tiền nào mày mày nói chắc là ngài phải học tiếng Việt thôi sao được sao được vậy à tụi con thỉnh ngài ở Việt Nam đây học tiếng Việt sao được Việt Nam khi mà về nề vào ông sao đó vậy à? Tên bê vào này vậy à? Cảm ơn đã đều với gia đình để càng khỏe bù đã. Nó, cụ, tại vì đó là cụ nề cái đấy. À, mì à mùi đã. Tại vì mà lưu dọa khăn à nề, vì đó mô à nề à đấy, hả đã. Thế mô à linh à nề nề à đấy, mà nà lưu, sân à nề lao nề à đấy, nào phá áo nề à đấy. À, cụ đã khá nì bò nề à đấy, à cụ tì nề à đấy, dọa nề à đấy, lưu mà chịu. Cảm ơn đã đều với gia đình càng khỏe à lại đoà nề à đấy. Ngài nói phụ thuộc vô nghiệp nữa, tại vì nghiệp nó dẫn dắt tới đâu ngài đi tới đó. Ngài nói là ngài sanh ra một cái làng, nhưng mà ngài nhỏ ngài lớn lên chút có thể ngài đi ở một chỗ khác, phải đi qua cái chỗ khác, đi Malaysia, đi ở mười mấy năm, đi Pakok, thì sau đó đi Nepal, bây giờ tới Việt Nam, và ngài cũng không biết là cái nghiệp nó dẫn dắt ngài đi đâu nữa. Anh là đã đi mà đó chỉ mới được chứ. Nông ra yêu mà chị nèo, đi bó hoa lý đềm chị đồng, lê nì đà, nó. Đi ai 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 còn, em mê cho yên nì chạc. Ngài nói, đừng có nhắc tới cái việc là, đừng có nói xa xôi về cái việc vòng luân hồi này, mà chỉ cần nhắc tới cái kiếp này thôi là đã thấy là nó luân chuyển, nó xoay vòng rồi. Bây giờ thư mì chào, ả lưu chá ra lưu. Tại vì cái vòng luân hồi này mình không có tìm những cái pháp đặc biệt mà cứ tìm những cái không đâu nên là cứ mãi rồi xuống luân chuyển. Câu tiếp theo anh ạ. Câu số 6 thầy sư. Kính bạch thiền sư, trong lúc theo dõi hơi thở vào ra đến hơi thở thứ 19 và 20, con thấy mây màu hồng pha xám xám xuất hiện. Đám mây bay theo hình sắn ốc từ phải qua trái. Sau đó hình ảnh mũi của con hiện ra mờ mờ. Đám mây đó tụ lại ở giữa cửa mũi của con. Như vậy có ổn không thưa thiền sư? Hay do tưởng xuất hiện và con nên bỏ qua nó luôn? Con cảm ơn. Nóc mê khuôn bà, xa rõ về ạ. Đi yogi bố cô tu quên lê thức lê a dòng piu đê a kha mà. Thì sê cô nà xe nhóc quên lê thức lê mà tu thì tên đại ata dòng này mi phô dòng vô bí đồ tên đại thuê bồ là đề về thì tên đại cả thì bê bê cả nhà bê từ toa bà đề về nó mà thì tu dễ nà khòn bông bồ là bà đề thì mềm mềm bồ là bà đề về ấy thì đồ con mà là sao đâu. Tu tên nhà đã tu tên nhà chồng tu tên nhà chồng tu tên nhà
tiêu tinh nha chọn phi là sao đó đâu mà hậu tu bị lộ cái dung mà sai đâu là sao đó thì à tinh nha chọn phi là nào bà tu bị lộ phi là tu cái dung mà sai đâu là có bỏ thì cả à nó thì cho cái gì đi mà này miếng khoai này để cố dễ bỏ là nó sẽ rồi sâu mà đó để dễ bỏ là mà ai chờ thì cả sức khỏe này mà xin này để cái gì nên mới ra bỏ mà nó ai chờ bỏ để khảo vụ để sau này đuổi rồi đuổi thu ra này khai ra ai cũng thấy giàu đấy làm luôn bây giờ này qua thì cố ai cũng về cố cho luôn bỏ này cố vậy tao mà đi ăn bỏ ra chứ cố ai cũng về ăn sai đào lên mà suy ra này chút là mệt là cái gì lại bị đau hả là đau mà mình lo là tao mà đi tao mà uống rượu nhảy đồng cái này mà chỉ được qua cố thì ai cũng về chịu nó tập phim này tôi đủ chỉ có lúc bố ba mẹ giống thế là đấy nó ai chỉ được qua quản lý thôi lâu như lâu này tập phim này thì như chỉ là qua chợ rồi cái gì chú là bị đau này ở đây cố ai cũng sai này cố quản lý thôi lâu về lâu tập phim này đi nào mà lì đấy nằm mấy đi mà lì tao đã được chết đau vì tôi chuyển đã tôi đủ tiền lên là các bạn chạy đi luôn đi luôn lên là nó ai chả ai chạy nó cong rồi ai cũng đi bà má đó mà lâu này cũng đi thôi lưu về ao đi ngài nói bây giờ đừng có làm cái gì hết đừng có để ý vào ánh sáng gì hết bây giờ đề mục là hơi thở thì cứ để ý vô hơi thở thôi mình đang định hành đề mục nào thì để ý vô đề mục đó và đừng có phân tích quá nhiều đừng có xem xét quá nhiều nó là màu trắng hay là nó là màu xanh hay màu đen gì đó tại vì khi mà mình xem xét mình phân tích nhiều vậy thì cái trạch pháp của mình nó sẽ mạnh mà bởi vì cái trạch pháp mạnh quá nên là nó sẽ không có phát triển định được mà mình cứ tập trung vào hơi thở một cách tự nhiên hơi thở vào hơi thở ra thì từ từ những cái ánh sáng nó từ từ nó sẽ xuất hiện và nó sẽ tuần tự nó sáng dần và từ từ ánh sáng nó sẽ hòa quyện với hơi thở và lúc đó thì mới tiến tiếp. Đừng có để ý vào cái ánh sáng vì đưa ví dụ là cái kính đó, khi mà mình đeo cái kính đúng đó, thì tự động là cái hình ảnh nó sẽ hiện lên. Thì giống vậy đối với mình đang thực hành hơi thở thì khi mà cái đề mục hơi thở vào hơi thở ra mình đúng và mình đặt cái chánh niệm mình đúng thì tự động là cái ánh sáng nó sẽ xuất hiện thôi cái tướng của định nó sẽ xuất hiện thôi. Chào lại mọi người, tôi là đủ nào bây giờ là chỉ có lúc bốn ba ngày chỉ để làm nó hay có quản lý đôi để lại tôi đủ dòng trong dòng lại là khi mà những cái ánh sáng nó có biến đi mất thì cũng đừng có quan tâm kệ đó. Định mà chúng ta đang bồi bổ, chúng ta đang tu tập thì giống như là cái ly đồng, chúng ta càng đánh bóng đèn càng sáng được và sau này nó sẽ không có biến mất nữa. Dạ, một câu hỏi tương tự nhưng dài hơn. Này, con xin đọc. Con có câu số 11 thôi sư. Con có một trải nghiệm vào buổi thiền ngày thứ tư, kính mong thiền sư giải đáp. Vào thời thiền buổi sáng từ 7 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi, con ngồi thiền được một lúc thì cảm thấy thân trên rất nhẹ, bàn tay không có điểm tựa, cảm giác rất an lạc. Sau đó cả thân người có một khối trắng, con không xác định được hình tướng, chỉ biết là mình. Được một lúc thì con cảm thấy có một khối nặng ở phía chân trái bên dưới kéo lại. Mở ngoặc, do ngồi thiền liên tục, con bị đau khớp gối trái từ ngày thứ hai. Sau đó con cố quay lại đếm hơi thở, nhưng sức nặng đó kéo con xuống không thoát ra được, con phải xả thiền. Sau đó chân trái con cũng dần hết đau. Trong thời thiền này, khứu giác của con cảm nhận được mùi hương, mở ngoặc, đậu hũ chiên. Đóng ngoặc, từ phía nhà bếp, con nghĩ là khoảng cách khá xa,
Con cũng ngửi được mùi của con người, mở ngoặc một đến hai người. Và câu hỏi trong cái trường hợp này đó là, thứ nhất là có phải những trải nghiệm trên là một phần của định không, thưa thiền sư? Khi gặp tình huống tương tự, con phải làm như thế nào? Câu hỏi số 2 nhỏ. Có phải thiền có chức năng tự chữa lành cơ thể ở một góc độ nào đó không, như trường hợp của con, hay chỉ là ngẫu nhiên? Câu số 3. Sau đó con đã thực hành đúng những bước trên. Nhưng những trải nghiệm tương tự không xảy ra nữa. Cho con hỏi là mình không nên bám chấp vào nó mà vẫn tiếp tục thực hành niệm hơi thở, phải không thưa thiền sư? Con cảm ơn thiền sư. Sau đó đi nên để share vào đây bạn, sau đó đi khám vào đây bạn. Mà đi yogi boko ta yau ga tu kunana yi khoe ma ga sa se na yi khoe ati tu ta ya thai de. Ngô ta ya thai sa thai de kha ma thì cô ở bố bài mà bố ba bà đấy, vì đó thì tu lẽ thì đấy anh ấy mà tu tây mà thành đạo bộ bè thì tôi cô long bố ba thì sẽ khán xa mũ con bà đấy bè, vì đó thì lúc thiên này à con đấy lúc thiên này à bố ba đấy bè cô khán đạo phục bà đấy mama, vì đó thì tu tập cô lâu mà thì đi phô dòng này là đấy, đi âm mắt ata mà chiu bông ta mà chiu về tu đi để đi cô bé cô hà cô bé cô là thì cô bé cô bé cô hà cô bé bé tu má bé bé tu hà mà hầu cô hà cô bé ở cô và cô bé ai đi cô ở bên nào bên nào hoài lục thà lòng gì đấy à tôi cô lòng bé à hay muốn đi thuê lòng muốn đi thuê lòng này biết thà lòng mà mà đâu mà thì bé lẹ à bé bé mà đi lê đấy tớ cú cú là đấy anh ăn lê đấy bé 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 mà tớ vô đấy tớ tại gia đau sau thải đó thì tu sĩ đối thì gian đấy mà sợ là đấy vì đó tớ gian gần anh đi tông bà đấy bé đừng nghe lời thì cô khán đa mà ai ra lề lộ từ một lúc này từ tha về thì đó từ lẽ mà nào đâu kìa từ lẽ mà nào từ chế đâu mà nào đâu thì cái bọn nó cũng biết được rồi thì cũng thằng ai mà này tên này cái giáo lưu sinh thì bỏ ra bả đấy nó giờ mình cũng bảo nó đi nhà ai liu rồi cái việc mà mình hành thiền mình gặp những cái hiện tượng những cái tướng về là rất là bình thường, nó tùy vào cái tướng của mình đó. Mà mỗi người có một cái tướng khác nhau, nó có thể rất là khác biệt, rất là đa dạng, nên là giai đoạn này mình đừng có để ý vào những cái tướng đó nữa, và chỉ tập trung vào hơi thở vào hơi thở ra thôi.
tu chưa ra chết đã mà còn đeo ra đã tu mà ta chắc thấy đi à ca mà thì đi hình như anh nam tu nam mi để mẹ thì mi vôi cứ vôi chẳng qua nam mi để tu thể này ở quê chi mẹ bi đó đi luôn hình nam bà mẹ อ่าอืมหินบะเปียอสอสาสาสาเอาเออถ้าเราบ่ตัวอุ้ยเลยตัวลีเยตัวนี้ดีอนาตะคู่ผิดผู้ยาเนาะตะคู่ดาบ่คณะวิญญาณวิธิผิดผู้ยาตุติผู้ยาดีอนานั้นเลยดิไส้ผิดผู้ยากตัวปฐมาวตัวคณะปราราชีอ่ะมั้ยเนาะคณะวงคืออนัชชีอ่ะมั้ยเนาะ เออดีวายอลีเนาะลีเนี่ยกาชิยาเมย้อนดอมตะดีก็ได้ดีจองลีเจ็ดส่งลูกชิงติดาเว้ยเนาะไอ้จรลีเนี่ยลาได้อันนั้นสรุปดีๆมะก็เอาลีออกชิงกงตัวมาเว้ยโหโหจิไม่น่าออกชิเอาเนาะลีซันน่ะมาตั้วล่ะตีลาတော့ลีซันเลยตัวเองไงน้อยนี่คิดดิมันเป็นทีมันเหนื่อยด้วยหมู่เรื่องนั้นล่ะคิดดิก็ละเป็นเทิงแต่จริงคือมาแต่มาจอ cái khứu giác của mình nó cảm nhận được mùi hương thì có bốn yếu tố là có được cái đối tượng là mùi hương à, có mình có cái mũi của mình có cái khứu giác và à, có cái khoảng cách có cái khoảng không giữa hai cái đối tượng đó và nữa là mình à, mình tác ý thì mình sẽ ngửi được mùi hương à, dù nhiều có nhiều mùi hương xa nhưng mà gió nó thổi thì mình vẫn cảm nhận được đó là điều rất là bình thường, không có gì đặc biệt hết. À, sao đâu? À, khu tu mê phun là là sao đâu vậy? Đi lô tu khán giả đây khi đã cả đi tamari tabo là sao đâu? Yeah. Đi alon tu khán giả khi đã ở chế lẽ nhà. ตู่ตามารีมามาคุณน่ะโยมเนี่ยคุณเสียญาติเสร็จเปียวคุณน่ะงาเนาะเอ้อดิถ้าว่าตู้เนี่ยมีกูล่ะตึกอยู่น่ะไอ้อะไรบ่ล่ะรู้สิกูอ่ะตะคู่ပြောแก่ไปเลยเสียรอยี่ส่งมาเลยอติสันชาได้สึกอ่ะอติสันตู้เองไอ้สึกก็ยောက်ตัดดิไอ้เจอกูอ่ะดีอายุนี่บ่ล่ะเองอะห่าอ้าวไม่ปิ้วเลยวนลีถั่วเลยไปอ้าวปิ้วติเลยมานะวนลีถั่วเลยไปอ้าวปิ้วเลยอ้าวปิ้วเนี่ยทะพี่เนี่ยดีอาลีอ่ะ ကျေးကွက်လို့ပဲလို့ပုပ္ပံများလို့ရှိရင်အကြောင်းတက်တယ်လို့နော်အဲတဖြည့်ချင်းမျက်နှာကြီးပါပေါ်လာနောက်ပိုင်းကျတော့အဲကိုယ့်ရဲ့တမာရီဆွမ်းအားတွေကဟိုပေါ့နော်တမာရီဆွမ်းအားလို့ဆိုတာဒါလေးကတဖြည့်နဲ့ပြောင်းလိုက်လာတယ်ဒါဒီကဒါအောင်ယူပဲသောသောလာလာဒီဒူးတွေနားလဲလက်တွေလီဒူးတွေဆိုတာကကံထောင်းဝင်လွတ်သွားတယ်အဲ့ဒီပဲရောက်သွားတယ်နော်ဒီမှာဒီကနေလွတ်သွားတော့ဒီဟာတွေလည်းပျောက်သွားမယ်အ
tăng đặc biệt á, thì rất là hứng thú và thường cái tâm nó sẽ nhảy đi tới những cái đối tượng đó, quên đi cái đối tượng mà mình đang thực hiện thực hành. Mà cái khi mà lúc mà gặp phải cái trường hợp này là mình chỉ để ý vào đề mục mình đang thực hiện thôi, mình đang chú tâm thôi, không có để ý vào những cái đối tượng khác. Và từ từ những cái giai đoạn của định nó sẽ phát triển, định của mình nó sẽ phát triển, và phải còn cần có thời gian. Sao đâu, tại gia a thuốc yoga cho này là sao đâu? Yoga cũng cho này nào bà thì à yoga cho vui lòng gì à, có thể cái việc hành thiền có thể chữa khỏi bệnh được. Yogi này lâu bộ nó lâu khu lâu được cả yogi vua rồi yên chi đâu nên cho bây giờ cho mu yogi à mẹ là chăm mà mẹ nó lâu lâu bây giờ chi à mẹ lâu được khu lâu thì cái là yogi này lâu cho bạn thì này nói là những cái phương pháp thực hành này mình cần phải có niềm tin và mình cần phải có cái sự tinh tấn, thì nếu như mình còn có đủ yếu tố thì mình sẽ tiến bộ.
sao đâu đi nấu tật kha tu tật gia thái đi ở chạy mà đi đi lộ bếp phía đẹp là mê mê tu say say đo cha đi đi sinh đi ăn đại tu ăn thâu đẹp đại mê đi lộ đi luôn cái để tu tuyết chồng đấy khi đấy ăn tuyết chồng tu mình mà chi đâu chỗ nào mẹ đi lộ à mà qua bộ nó chắc chắn là gì này đồng lâu này nó qua phía ai bộ mà hay là chúng chỉ để gì này luôn nó cái đi đi ai bộ mà chúng chỉ để gì này luôn tôi được yoga về nhà theo rồi qua hồ bộ đi ai chắc chắn là gì này rồi nó ưu tiên cái tôi biểu diễn đó nó tại vì lúc qua phía đi ai hồ cái chúng chỉ để lâu để tôi cháu đi yoga đi yoga cha đi lên theo cái này mà nó cái đó đi lên tôi lại ưu tiên cái đó muốn điều chỉ đạo thì ngài nói mình tới đây hành thiện tại vì mình có cái mục đích khác so với cái mục đích là chữa bệnh nên là quan trọng là mình phải suy nghĩ về cái mục đích mình tới đây hành thiện và mình có niềm tin vào phương pháp hành thiện thì sẽ tiến bộ. Yeah, con đọc câu hỏi số 15 thôi. Anh đọc đi ạ. Yeah. Câu hỏi số 15. Kính bạch thiền sư, con được biết rằng giới là nền tảng cơ bản để hành thiền. Nhưng nếu có vị phạm giới nhưng không mình phạm hoặc cho rằng không phạm, vị ấy không có tâm chạo hối khi hành thiền và thấy bản thân được an ổn. Vậy vị ấy đang hưởng niềm an lạc của phước thiền hay do tâm si, thưa ngài. Sao rồi, 50 khuôn. Vì tu ti đẹp, thì ti la gà, thì bhavana de achikha và akhe yuet yogi bukko te yop tu ti la chết đẹp, ti la chô pháp đẹp. Để mẹ tu mà ti vu đô mà hô tu thêm để ở nga ti lam mà cho biết để vu tu cúc cúc xa xích ok chứ mà phi vu xa đập à bị đó tại giá ăn thâu đấy tu tu xây chán ta mũ giá và đẹp ạ thì lo tu chán ta xây chán ta mũ giá đã cả thì tại giá bao anh ai vậy cú tô cam cho là sao đó đâu mà học thì tu mô ha loa mô vô loa mô loa mô cho là sao đó mô ha mà mà không lẽ tu tì la cú tháo vào đó mà qua tì la rồi sau đó chú bảo đó là nó đã thay dụng thay chỉ là chú chả đó cái qua cú tì la tháo vào đó sau đó mình lại cái dụ đề, nó mình lại cái lưu chú bảo tôi, nếu là chặt thay dụ đà, đam yêu chi đạo, được. Hay là nhắm biết rồi dụ thay là chi mà, hay là tila nhắm biết rồi là, cú cú sa tì hà ri aro bo nó, chú chả rồi là cú cú sa mà chỉ cú cú sa này phiền nề rồi, phụ lòng hả là, cú biết rồi lúc đấy ngã qua cú dụ lại đây tila này hả là cái mà nó ăn thua này rồi, chào mồ, mồ ăn chào mồ hổ bảo tôi, tì cú tu cao mồ chào chăn nà là vậy đi. Thì là thì bộ nó bảo là đi ra đi chẳng chăn nào. Thôi tôi vào bộ biết đó là xu lấy biến như thà nào, ra đi chi đi đấy. Này trả lời là có thể là do cái người này người ta đứt giới nhưng mà tại vì hàng này có xin giới lại nên là có thể là người ta không có cảm thấy trạo hối hoặc là do hành thiền có cái sự an lạc của thiền. Nên là người ta có cái phước báo của thiền là không có cảm thấy như vậy. Hoặc là có một cái phước báo nào khác. Và cũng có thể là có những người người ta ít có cái tâm tâm trạng hối. Không có trải nghiệm những cảm giác đó. Không có cảm thấy nóng nức, không có cảm thấy khó chịu. Thì là chú biết thả là xa xa là chỉ đều phải lưu chú biết thả. Ủa xa ta đã lưu phê ta để đi lại rồi nó. เออว่าอ๋อญาละไอ้เหมียวเพราะว่านี่แหละไอ้เหมียวดิไอ้เหมียวสุดๆเนี่ยนะบางช่อเฉ็ดเดียวเราทุบได้เลยไอ้ลูกเหมียไอ้ตีลาจ้ะมีบ่าวสอกาได้บ่เนาะ
tại vì nó cũng không phải phải tùy thuộc vào cái việc cái những cái giới nào hay những cái điều nào mình đã phạm nữa. Là như đối đối với ông vua Ajatasattu thì ông vua Ajatasattu thì cái lúc mà ông giết cha xong thì lúc mà ông nghỉ á, ông nằm ông xuống nghỉ thì có những cái hình ảnh đao kiếm rồi nó hiện lên, ông rất là sợ hãi. Còn đối với cái nghiệp đó thì rất là lớn, nên là cũng tùy vào nghiệp của mỗi người. Thầm lúc phía này đùi đồ tao mà là bọn nó chênh bộ bộ xong dì ba mẹ xung dì tao mà lưu tất đại à dạ đó đã đi đang chết đi thu ra đi đồ mình nhìn hồ lưu đồ nên là sẽ chán nào đồ dạ đó. Thầm lúc tây đồ mẹ dạ lại thì mì ba căn như thay đồ đó phía bóng. Thì sau đó thì ông vua này ông có tới ông xin sám hối với Đức Phật và ông cũng quy ngưỡng Đức Phật, và tại vì lý do đó nên là sau này ông cũng đỡ và những cái hình ảnh ghê rợn nó không có hiện ra nữa. Nhưng mà tại vì cái nghiệp nó cái nghiệp mà ông giết cha ông quá lớn. Cú à lên nên ba ba hồ bỏ nó cú 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 bỏ đi là chú biết thả được biếng lại ra lại đi biếng như nào thằng gì bỏ nào mà phi ông chú ra biết được thằng gì. Thì đôi này thằng gì biết được hả là cú cú à thục đã chăn nằm già là à thì ai đó vô chồng mà. Thì người nói đối với việc mà mình đang hành thiền, mà nếu mà cảm thấy giới nó có chỗ nào mà nó không có trong sạch thì mình xin đại giới, và lúc đó tiếp tục hành thiền lại thì sẽ có được cái sự an lạc. Điều này nó không có khó khăn lắm trong cái lúc mà chúng ta cảm thấy là chúng ta cái giới của chúng ta nó không có trong sạch. ตัวอกุศลนี่สรุปปุหลองตัดแต่ตัวนี้โลภะนี่โทสะนี่โมหะนี่สรุปปุหลองตัดแต่ตัวนี้กุศลสรุปก็ดีชั่นน่ะในตัวนี้อิมยะในตัวนี้ไอ้ตัวกว่าเลยนี่กูชั่นน่ะนี่ด่ากุศลตัวนี้ว่าเนี่ยแหละถ่ายน่ะဖြစ်တယ်ဆိုတော့ ใช่อย่าติดตามครับแต่ดีแค่ bây giờ cái hành giả này đang cảm thấy an lạc như vậy là chắc là có nghiệp thiện rồi. Mời bà về. Hai câu hỏi nhỏ. Dạ con đọc cho xin. Dạ, câu hỏi số 5 phần 2. Kính mong Ngài dạy thiền niệm sự chết để tăng tính và niệm như Ngài đã khuyên con hôm bữa. Mong Ngài chỉ dạy cho con. Con cảm ơn Ngài Thiền Sư và Sư Hậu. Sado hô nếp, sado hô kê tà đồ, sado marana nutati ne marana nutati velo shule saro pian piro hobe ba be marana nutati marana nutati ya do hulu bo di tamari di jani bari ya lu yin do tamari di thu taung pi do pyo de lu pian ji ya le pian ji bi ko ye bwa ho pyet me tbo le chin le ma pian ji pi do pa ho yu la ဒီလိုယူယူဆိုရင်တော့ဟိုတဏယူထူထောင်တာဆိုရင်တော့ဟိုအဝါလိုပြောရမှာပေါ့နော်အတုဝင်မေတုဝင်မေမရဏအတုဝင်မေဇီဝိတဟုတ်လားအဲငါကြီးတည်ခြင်းဟာမြဲတယ်ပေါ့နော်တက်ရှင်ဉာဏ်ကြီးမမြဲဘူးရကန်းနဲ့မှလည်းလေရကန်းနဲ့မှလည်းမရဏလုံးတတိပွားတာနော်အဲမြဲတာဟုတ်လားအဲခုပြောတယ်ပါတော့ငါကြီးအသက်ရှင်ဉာဏ်ကြီးငါမမြဲဘူးဟုတ်လား တရားကျင့်ရတော့မြဲတယ်ဒီလိုသိဉာဏ်ရတာပေါ့နော်အဲဗရဏနုဒတိကျင့်တာလည်းအဆုံးရှိတယ်အဲဒီလိုသိဉာဏ်နေရဘုလိုဆိုရင်တော့ဘဝပြတ်တာလေးပေါ့ကိုယ်ကအာယုံလှမ်းယူတာပေါ့နော်အာယုံလှမ်းပြီးတော့ဟိုငါလည်းတရားအောင်မယ်ပေါ့နော်အဲဒီဘဝတွေဒီလိုလှမ်းပြီးတော့အာယုံယူအောင်ကိုကတော့ဒီယကန်းနဲ့မှအတိုင်းလေးပေါ့နော်ဘာလီကတော့ဆိုချင်မှဆိုပါနော်တက်ရှင်တရားချင်းမမြဲဘူးဟုတ်လားအဲတရားကျင့်တော
India này hay là Uao bé và đó Uzimendia mà luôn nhau này mu nào mà Na India mà luôn nhau này Ngati Uao bé
thì chiến đi mà lùm nhau này cũng được đảm ra nó định lý bò bị không thì ngài giải đáp là còn tùy thuộc vào cái việc thực hành của hành giả. Nếu như hành giả là người đã có định rồi thì hành giả sẽ dùng cái năng lực của định và quán chiếu lại cái giờ phút cận tử của mình và niệm là mình chết và mình sẽ chết, mình có cái chết là chắc chắn, sự sống nó không có thường hằng và mình sẽ chết và cái chết là cái điểm kết thúc cuối cùng của mình. Đó là đối với hành giả có định. Còn đối với hành giả mà chưa có định thì cũng có thể niệm là mình có cái chết là chắc chắn, cái sự sống thì nó không có chắc chắn, mình sẽ chết và cái điểm cuối cùng, điểm kết thúc là chính là cái chết. Hành giả cứ niệm như vậy. Sau đó tự nhiên cho mình sẽ làm Và ngài lại nói thêm là đối với hành giả có định rồi thì từ từ nhập vào lần lượt các cái tâm thiền lên đến tứ thiền và quán chiếu lại tới cái lộ tâm mà cần tử, và lúc đó hành giả thực hành cái việc niệm sự chết. Đối với người bình thường thì có thể làm theo cách là nghĩ là mình không thể thoát khỏi cái sự chết, mình không thể thoát khỏi cái sự già, không khỏe, không thể thoát khỏi cái sự bệnh. Cái việc mà chết là cái việc chắc chắn, cái việc sống là cái việc không có chắc chắn, sự sống, sự chết là chắc chắn luôn luôn, cái sự sống là không có chắc chắn. Thì tu ma bara mẹ mà đạt được tu mi siwita atu mi brana brana mri yo brana mri yo dana mi wa siwita o brana mri yo dana mi wa thule ubo brana nuddhi kamathan le chi no niyata marana niyata ti chin a mye de no marana aniyata siwita te chin ya ma mye mu so bi do ba no marana nó được đẩy vào vị tha từ cái Bali đi xí đấy, ở đây đi qua cái Bali chơi 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 tha, chơi chơi này, đi đây đi qua Bali biển qua là giàu vậy. Avatam Mariyota Namiwa, Avatam Mariyota Namiwa, Marana Mariyota Nami Siwita, ai đây là? Thì ngài vừa đọc cái câu Bali đó, thì nếu mà mọi người muốn đọc bằng Bali thì ghi nhớ cái câu mà ngài vừa đọc để mà thực hành cái niệm thứ chết. Sau đó chàng mang vào ông bè thì Bali đồ bè. Thầy tu em ấy Siwita, hả tu em ấy Marana. Awada Mariyo Tapa Mewa Marana Mariyo Dana Me Siwita. Siwita Niyata. Marana Siwita Aniyata. Marana Niyata Ani Me Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Pali bule. Nah. Mẹ. 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 Cái câu Pali mà ngài hướng dẫn cho mọi người để mà niệm sự chết đó chính là đặt là như vậy khi ạ Pali mà ba lại vừa mới qua ở đó ý gì đó ở đâu mà bị suy nghĩ đó nó Pali mà ba lại ở đó cái này ở đâu mà bị suy nghĩ đó Pali mà ba lại xem à suy nghĩ đó chính là yêu luôn rồi nó ở đâu mà bị suy nghĩ đó Pali thế là gì ạ khi vậy ở bài kia thì sư đọc và lại một lần nếu mà có ai có cái người bọn muốn đọc Pali thì đọc nha và niệm aduvame chivitam duvame maranam avasamaya maritapameva pranapariyosanam me chivitam chivitameva aniyatam maranam niyat maranam niyat tanti ha da ngai atit si niya chin di ho la mye bu no ti ya chin ga do mye de ho la ma chwe nga ti ya au me no ti chin na lin song chi de da myama pyan no da ma ya ba sividan atit si niya chin ni mye bu maranam ti ya chin mye de tu bi maranam nau tati ko bwa lo mye swa phaya ga ho da da ho la u ku chi min no ga ho di de anti bu do ayan lo ko ตนุกัตติวิปัตติติเตะกุโนสาลาหมุฏโฑวะอาโปตกายาคิสติเตเมสวะพะยะหะละอกุโนกะอกั้นนี้จีเนเตโหพะยะค้านเนี่ยแต่ไม่ลุจาลุไอ้ที่ยะก้านเนี่ยมาเลยตะหยอดแท้เวดีมรณะนุฏฏิติอยู่บัวอ่ะตุ้นนี่ละพี่รอพะยะเปลี่ยนละตูก็ตะยะยะตัวดิเปลี่ยนหาริยะเอาไม่ยะจาเนาะอะยะดีมรณะนุฏฏิติติบัวอ่ะ ý nghĩa của các cái câu vừa rồi á, ý thứ nhất là cái sự sống của ta thì nó không chắc chắn, cái sự chết là chắc chắn, và ta không thể nào thoát khỏi sự chết, và cái điểm kết thúc của ta chính là sự chết. Thì đó là bốn cái ý cho cái người mà muốn thực hành niệm sự chết này, nó thường xuyên hiện tượng bốn cái điều này. Và ngài còn dẫn chứng ra một cái câu chuyện là câu chuyện của một cái cô gái trẻ. Khi mà được Đức Phật dạy cho cái việc thực hành niệm sự chết này thì cổ thực hành liên tục từ cái lần gặp Đức Phật đầu tiên, và sau đó thì 3 năm sau thì Đức Phật quay lại thì cô này cổ thực hành liên tục 3 năm, và khi mà gặp Đức Phật cái thời điểm 3 năm sau đó thì cô chứng được Pháp, và tất cả những người còn lại, tất cả những cái tín chúng còn lại khi mà nghe Pháp lần đầu tiên thì không có người nào thực hành cái niệm sự chết này ngoài được cổ, và chỉ có cổ mới là chứng được Pháp. Dạ, xong rồi con thưa sư. Bị xong bà bị xa đâu thế à? Dạ, thưa con thành kính di ân Ngài đã từ bi hoan hỷ giảng dạy cho chúng con rất là nhiều điều, và kính tri ân sư hậu đã thông dịch cho chúng con. Chúng con kính thỉnh Ngài hướng dẫn chi phước. Sao đó? Tôi đó, sao đó? À dạ. Mà mà. Chị sư tên bà đây sao đó kìa? Mẹ bê mà. Vâng. Mẹ bê mà. Ừ. Dạ. Mẹ bê mà. Idam me bunyang asavakaya vahan hotu asavakaya vahan hotu idam me silam
Idang me silang nibbanasa nibbanasa vacheyo vacheyo hotu hotu idang me yadinam yadinam hotu hotu sukhita sukhita hontu hontu nyadeyo nyatayo mama punya bagam mama punya bagam sabasadana sabasadana pajimi pajimi desabe desabe mesama mesama punya bagam punya bagam labantu labantu sadu 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 siapa yang ada tua diana.